chương 731, tình thế nguy hiểm, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ nhận ra tên này dưới trướng của ta. Đại la cửu u tộc hiếp hai mắt lại, liếc nhìn hàn lập biến thành cự viên, chậm rãi nói ra. Ngươi đã làm gì hắn? Lông mày hàn lập nhíu chặt, hỏi, quả nhiên ngươi nhận ra, lại nói tiếp, hắn cũng không may mắn như hai tên dưới cầu kia, đến đây đã bị không gian chi lực xé rách, ta chỉ nhặt được thi thể, cải tạo thêm chút mà thôi. Bây giờ hắn có chút cô đơn lạnh lẽo, ta đang định tìm bạn cho hắn đấy. Đại La cửu u tộc tỏ vẻ bất đắc dĩ, hai tay giơ lên nói: "Vậy mà vẫn lạc?" Hàn Lập hơi ngẩn ra, thì thào: "Kỳ thật ngươi cũng không cần phải khổ sở như vậy, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ giống hắn, trở thành thuộc hạ dưới trướng ta." Thế nào, nghe vậy có phải hưng phấn hay không? Đại La cửu u tộc đột nhiên cười to điên cuồng, nói: "Gã vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ dưới đất truyền đến. Trong hỏa trì nghiệp hỏa màu đen đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt một hồi giống như sóng biển, Tiếp đó nhấc lên một đạo sóng lửa cự đại, che mất nửa người Hàn Lập vào trong. Hàn Lập cảm thấy một gỗ sát khí nồng đậm gấp trăm lần so với trước đây bao bọc thân thể hắn lại, trong chớp nhoáng này, tâm thần vốn thông qua luyện thần thuật cưỡng ép củng cố lại đột nhiên dâng lên một gỗ xúc động hầu như không thể nào áp chế được, trong lòng giống như có vô số con ngựa hoang thoát khỏi dây cương lao nhanh về bốn phía, đánh thẳng vào thần hồn hắn. Một cỗ sóng nhiệt cực nóng bao bọc thần hồn lại, hung hăng thiêu đốt. Hắn miễn cưỡng duy trì một tia thanh tịnh không hề đứt đoạn thúc dục luyện thần thuật, nhưng trong lòng rất là hoảng sợ. Chỉ là một kim tiên nho nhỏ, thần hồn lại cường đại như thế, thật là có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trèo chống được bao lâu. Đại la cửu u tộc chắp tay sau lưng, trên mặt đăm chiêu nói. Hàn lập vừa gắt gao bảo vệ chặt tâm thần, đồng thời ra sức trèo chống hắc sắc cửa ấn đẻ ép, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, mặt ngoài hai tay lông sù đã nổi lên từng sợi gân giống như gân rồng, trong cơ thể càng truyền ra một hồi thanh âm ken két nhưng tâm tư hắn vận chuyển như điện ánh mắt nhìn khắp nơi đột nhiên thấy phía dưới hỏa trì có hai đạo nhân ảnh vọt lên một người trong đó đúng là ma quang bất quá tình cảnh ma quang lúc này có chút không ổn bộ dạng rất chật vật gã đang bị một thiếu nữ thân cao chưa đến một nửa thân hình gã một tay khóa yết hầu từ dưới hỏa trì nghiệp hỏa bay lên nhưng trên mặt gã lại mang theo tia mỉm cười cũng không biết là có chỗ dựa vững chắc hay là đang cố gắng chấn định hàn lập đưa mắt nhìn xuống phía dưới chỉ thấy được bóng lưng thiếu nữ trên vai khoác một kiện áo choàng nửa người màu tinh hồng rất khác với những cửu u tộc nhân mặc màu xám trắng hoặc đen nhìn thập phần chói mắt nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh thân hình hai người vừa rời khỏi nghiệp hỏa trì không bao lâu trên thân ma quang liền lóe lên ô quang mãnh liệt thân hình hơi mơ hồ định hóa thành khói đen tản ra khắp nơi nhưng cổ tay thiếu nữ cầm lấy cổ gã cũng theo đó sáng lên một vòng quang văn màu đỏ sậm từ trong tán phát ra trận trận chấn động hết sức kỳ lạ vậy mà lại có thể ngăn cản gã hư hóa thân hình thiếu nữ treo trên bầu trời sau đó ở giữa không trung chuyển hướng bay thẳng đến đầu cầu bên này đáp xuống ma quang bị thiếu nữ túm trên tay trên mặt lại không có vẻ gì sợ hãi vẫn tỏ vẻ vui vẻ không sao cả thiếu nữ tựa hồ rất là bất mãn với bộ dạng này của gã tay quất một cái tát vào mặt gã răng rắc một tiếng giòn vang đầu ma quang lập tức nghiêng về một bên giống như cổ đã bị thiếu nữ kia bẻ gầy thiếu nữ thấy thế tiện tay ném gã xuống đất hai tay kết xuất một cái pháp ấn cổ quái tối nghĩa đùng một tiếng, đánh vào trên chán ma quang. Một cỗ khói xanh bốc lên, chỗ mi tâm ma quang lập tức nổi lên một chữ cấm đỏ thấm. Khôi lỗi sừng châu đứng sau lưng đại la cửu u tộc lập tức đi lên trước vung tay lên, xiềng xích màu đen quấn trên cánh tay lập tức như linh xà thỏ ra, hắc quang lóe lên liền trói ma quang lại. Đa tạ u lạc cô nương tương trợ, ánh mắt đại la cửu u tộc chấp lên, nói với thiếu nữ. Âm quát, để ngươi chấn thủ la sinh khu, lại để người đột phá đến tận đây, người thật đúng là có bản lĩnh. Thiếu nữ không để ý chút nào lời cảm ơn của y, lạnh lùng nói ra. Âm quát nghe vậy, gượng cười vài tiếng, cũng không có mở miệng phản bác. Còn những tên này, cũng muốn ta ra tay thu thập hả? Thiếu nữ tên là U Lạc chắp tay sau lưng, xoay người lại, cười khẩy nói. Thiếu nữ này thập phần tương tự nhân tộc, làn da trắng nón, dung mạo có chút thanh tú, chỉ là giữa mi tâm có một lân phiến màu đen giống như con mắt nằm dọc, phía dưới mí mắt cũng sinh ra vài đạo ấn ký màu tinh hồng, thoạt nhìn rất phong tình vạn trùng. Hàn Lập chú ý tới, đồng tử thiếu nữ cũng không phải là màu xám trắng, mà là màu xanh đen thập phần tương tự với nhân tộc, trong lòng lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ nàng không phải người hôi giới? Như thế nào chân linh tiên giới lại tiến vào đây? U Lạc thấy hóa thân cử viên của Hàn Lập, dừng lại một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đôi lông mày nhíu lại hỏi. Bất quá là một nhân tộc có chút huyết mạch chân linh mà thôi, cũng không nhọc U Lạc cô nương xuất thủ. Âm quát thản nhiên nói, thiếu nữ nghe vậy không nói gì một bộ dạng từ chối cho ý kiến. Nhóm nhân tộc các ngươi ngược lại là rất có ý tứ, đủ cho ta nhìn ngắm một hồi rồi. Âm quát cũng không tiếp tục để ý thiếu nữ nữa, rời ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, nói ra. Dứt lời, gã vung tay lên, ấn vuông bị Hàn Lập gắt gao chống đỡ lóe lên ô quang, bốn chữ ấn văn bao la vạn tượng đại thịnh huyết quang, sức nặng lại bạo tăng, trùng trùng điệp điệp đè ép xuống dưới. Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, chân ngôn bảo luân bỗng nhiên thu hồi vào trong cơ thể, Toàn lực thúc dục nghịch chuyển chân luân, thân hình bên trong lực lượng giam cầm kỳ dị từ phía dưới ấn vuông khó khăn vọt ra. Hắn không lựa chọn thối lui ở cửa vào cây cầu mà bỗng nhiên biến đổi phương hướng, toàn lực bắn nhanh về hướng cửa thông đạo nghiệp hỏa. Càn rỡ, chạy đi đâu? Âm quát khẽ quát một tiếng, tay áo vung lên mãnh liệt. Đáy nghiệp hỏa trì chấn động kịch liệt, tiếp đó từng đám cột đá đen kỳ từ trong vọt mạnh ra, lao ra chắn trước người hắn. Hàn lập dưới tình thế cấp bách, cổ tay vận chuyển chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp lại làm một, bên trong tích góp từng chút ích tà thần lôi không giữ lại mà tuôn ra mãnh liệt, chảm nhanh về phía trước. Âm, um, vô số đạo lôi điện màu vàng ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một đạo quang điện màu vàng cự đại, từng trận thanh âm nổ đùng, phá vỡ trùng trùng điệp điệp chướng ngại nghiệp hỏa, kích động lên cỗ kiếm khí phong bạo, trùng trùng điệp điệp chảm lên cột đá màu đen phía trước. Liên tiếp thanh âm nổ ầm um ầm um ầm um vang lên, cột đá màu đen nhao nhao bạo liệt ra. Thân ảnh Hàn Lập không dừng lại chút nào, từ giữa sóng khí xuyên qua, thẳng đến thông đạo nghiệp hỏa, mắt thấy sẽ chui vào trong đó. Đáng tiếc lại không như mong muốn, vào lúc này một đạo hắc ảnh chấp hiện, nhanh hơn một bước chắn trước người hắn. Đúng là âm quát, chỉ thấy gã tung ra một trường nhìn như chậm nhưng lại rất nhanh, trong lòng bàn tay giống như có hấp lực, liền kéo lấy cổ áo hàn lập, tay kia cầm lấy ấn vuông màu đen lúc trước nhanh như tia chớp ấn xuống chán hắn. Lúc này hàn lập tính gọi ra chân ngôn bảo luân nhưng đã không kịp, vừa rồi bị một phen giày vò cùng tiêu hao quá độ, bây giờ căn bản ngăn cản không nổi, bị trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên chán. Hắn cảm thấy toàn thân như bị điện giật, truyền đến một hồi cảm giác chết lặng, tiên linh lực vận chuyển liền bị phong tỏa, toàn bộ cơ thể không còn nửa điểm khí lực, căn bản không thể động đậy. Âm quát cầm lấy hắn quay trở về, bên kia thạch xuyên không cũng đã kiệt lực bị bắt, chỉ còn một mình bách lý viêm ác chiến với tô lưu đã biến thành khôi lỗi thái ất. U lạc một mực yên lặng đứng xem cuộc chiến thấy thế, tranh thủ đúng thời cơ đột nhiên ra tay đánh lén, bách lý viêm vốn đã yếu thế, sau khi thiếu nữ gia nhập đánh lén tự nhiên càng không tốt, liền bị bắt giam. Trong lòng Hàn lập lập tức cảm giác như chìm xuống đáy cốc. Tuy trong lòng hắn đã có dự tính tình huống xấu nhất, nhưng đối mặt đối thủ cấp bậc đại la, ba gã tu sĩ thái ất ma quang, Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm cùng hai tu sĩ Kim Tiên Đỉnh Phong là hắn và Thạch Xuyên không liên thủ, vậy mà ngay cả một khắc đồng hồ đều chống không lại, toàn quân bị diệt. Trong lòng của hắn càng nghi hoặc, tu sĩ đại la tỏa chấn la sinh khu này vì sao lại đến cực nhanh như thế cho dù bọn hắn phát động cấm chế hỏa trì, cũng không thể đến nhanh như vậy, trừ phi là trước đây bọn hắn đã bị phát hiện. Chẳng lẽ lúc trước ngụy Trang đã bị khám phá từ sớm? Điều này không có khả năng, không nói Ngọc Tiêu Hồ Vĩ kia hàng thật giá thật, mà Ma Quang vốn là thân thể thái ất hôi tiên, Bách Lý Viêm lại bị nghiệp hỏa quấy nhiễu, coi như là một nửa hôi tiên thái ất cảnh, khí tức trên thân hai người đủ để dọa người, nếu không hàn lập cũng sẽ không để bọn họ giả trang cửu u tộc nhân. Lúc trước đấy, lẻn vào, rõ ràng không có bao nhiêu. sơ hở, ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta? toàn thân hàn lập chết lặng, đầu lưỡi có chút cứng nở hỏi. nhìn ngươi thành thật như vậy, ta liền phát hiện tâm khó có được nói cho ngươi biết. thủ vệ nơi đây cũng không phải đều là uno, mà trong đó có một tên là khôi lỗi của ta. âm quát liếc mắt nhìn hắn, chép miệng nói như thế. vẫn do chủ quan, hàn lập im lặng, trong lòng thở dài một tiếng. vào lúc này, âm quát nhấc tay trái lên vỗ về hướng mọi người một cái. Một tia chớp màu đen từ lòng bàn tay gã bắn ra, phanh một tiếng bạo liệt ra, hóa thành vô số phù văn màu đen nhanh chóng vô cùng chui vào trong cơ thể đám người Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy đan điền dưới bụng đau đớn một hồi như bị kim đâm, trong lòng kinh hãi, cố gắng chịu đứng, trên trán nổi lên gân xanh, vội vàng dò xét đan điền. Chỉ thấy trong đan điền hắn bây giờ chấp động hôi quang, lăng không lơ lửng từng đạo lôi ti màu đen, bao phủ nguyên anh vào trong. Những lôi ti màu đen này tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc khó hiểu, sau khi Nguyên Anh bị lôi ti giam cầm, tiên linh lực trong cơ thể lập tức bị ngưng kết triệt để, dường như bị đông kết lại, không cách nào vận dụng mảy may. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng pháp tắc này còn khuếch tán ra, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân hắn. Tệ hại nhất chính là, lúc này thân thể hàn lập trở nên mềm nhũn, sử dụng không được bao nhiêu khí lực, thần thức cũng bị giam cầm ở trong đầu, không cách nào tản ra mảy may. Ma quang và những người khác đều biến sắc hiển nhiên tình huống đều giống như vậy. chương 732, U Lao, âm quát có vẻ rất hài lòng với thần sắc biến hóa của đám người Hàn Lập, chậm rãi thu tay về. Âm quát, sát lôi pháp tắc của ngươi ngày càng huyền diệu à, bội phục. U Lạc một bên chứng kiến cảnh này, hai con người sụp xuống, vỗ tay khen ngợi. Chỉ là sát lôi pháp tắc mà thôi, hồi giới tu luyện thành công pháp tắc này không dưới 10 người, làm sao có thể so sánh với bổn mạng pháp tắc của ngươi. Trong mắt âm quát khẽ hiện lên một tia chán ghét, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói ra. U lạc nghe vậy, nở nụ cười khanh khách, dung mạo thật của nàng này không tính là tuyệt sắc, nhưng nụ cười lại tỏa ra vẻ đẹp kinh người, như là trăm hoa đua nở. Âm quát nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên vẻ âm lệ, nhưng mặt vẫn tươi cười. Đa tạ âm quát người ngợi khen, đúng rồi, người định tính xử lý mấy người này thế nào? U lạc sau khi cười vài tiếng, rất nhanh thu hồi dáng điệu đó, nghiêm mặt hỏi. Mấy con tôm tép nhãi nhép, một chút tu vi như vậy cũng dám lẻn vào tu la thành, tất nhiên là có mưu đồ, trước bắt lại, sau tra hỏi kỹ càng, xem rốt cuộc mục đích bọn hắn là gì. Âm quát liếc mắt qua đám người hàn lập, nói ra. Thân phận những người này hỗn tạp, có nhân tộc, có ma tộc, còn có hư hợp tộc ở hôi dưới chúng ta, quả thật khó đoán ra mục đích của bọn hắn, có lẽ phải thẩm vấn kỹ lưỡng mới được. Lại nói tiếp, ta cũng có chút kinh nghiệm tra tấn ép cùng đấy, sẽ giúp người thẩm vấn một người, thế nào? U lạc cười nhạt một tiếng, ngón tay ngọc nhấc lên chỉ về hướng Hàn Lập. Hàn Lập trên mặt đất chứng kiến cảnh này, hơi ngẩn ra. Âm quát nghe vậy, vẻ mặt tươi cười chậm rãi biến mất, lặng lặng nhìn nàng U Lạc này, không nói gì. Nếu như thế, tiểu nữ khiến ngươi chê cười rồi. U Lạc giơ tay lên, trong tay áo bay ra một cỗ hào quang đỏ sậm, cuốn đến hướng Hàn Lập. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía trên Hàn Lập lóe lên một tia chớp màu đen, bổ vào cỗ hào quang đỏ sậm. Hào quang đỏ sậm lập tức bạo liệt, phiêu tán ra. Âm quát chậm rãi thu hồi cánh tay lại, đầu ngón tay vừa lóe ra một tia điện màu đen. Người làm gì vậy? U lạc lộ vẻ kinh ngạc, nói ra. U lạc, người đừng tưởng vực chủ đại nhân tin ngươi thì ngươi có thể tùy ý làm bậy. Mấy người kia bị bắt ở La Sinh Khu, theo quy củ, dĩ nhiên là do ta xử trí, không cần ngươi khoa tay múa chân ở đây. Trên mặt âm quát đột nhiên thay đổi, thản nhiên nói. Âm quát ngươi đã quá lời, tiểu nữ không dám khoa tay múa chân với ngươi, ngươi đã không cần ta hỗ trợ thì quên đi nhưng mà có kẻ địch bên ngoài xâm nhập la sinh khu chuyện lớn thế này cần được lập tức bẩm báo cho vực chủ đại nhân biết sắc mặt u lạc bình thản nói tựa hồ cũng không quan tâm cho lắm vực chủ đại nhân hiện giờ đang chủ trì tổ chức tam vực hội minh chuyện nhỏ thế này để ta xử lý là được rồi chờ tra xét có kết quả đích thân ta sẽ bẩm báo với lão nhân ra người sắc mặt âm quát khẽ biến lập tức nói ra tuy nói như thế nhưng việc này nếu như ta đã thấy được vẫn nên báo cho vực chủ đại nhân một tiếng âm quát đại nhân sẽ bớt đi vài việc. U lạc cười nhạt một tiếng, nói ra, U lạc, nói trắng ra đi, rốt cuộc người muốn thế nào. Ánh mắt âm quát gắt gao nhìn chầm chầm vào U lạc, sắc mặt giận giữ biến mất như thủy triều, chậm rãi nói ra. Tu vi mấy người kia không kém, pháp tắc tu luyện lại càng chân quý có thể đầu cơ kiếm lợi, chẳng qua là vây bắt bọn hắn, ta ít nhiều cũng có ra tay xuất lực, người cũng không nên nghĩ đến việc chiếm hết những chỗ tốt này chứ. U lạc cười hắc hắc, nói ra, chuyện gì cứ nói thẳng đi âm quát biến đổi sắc mặt im lặng một lát rồi nói ra người có thể giao cho ngươi nhưng bảo vật trên người họ thuộc về ta u lạc lập tức nói ra những người này hơn phân nửa đến từ chân tiên giới hẳn những thứ trên thân ở toàn bộ tu la thành này chắc chỉ phù hợp cho ngươi sử dụng tốt việc này ta đáp ứng âm quát nghe vậy đuôi lông mày nhảy lên rất nhanh gật đầu đáp ứng u lạc không nói hai lời giơ tay lên một cỗ hào quang đỏ sậm bắn ra nhanh chóng lướt nhẹ qua trên thân năm người hàn lập cuốn lấy chữ vật pháp khí cùng tiên khí rơi bên cạnh tới nàng. Lúc trước Hàn Lập Tế ra chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm giao thủ cùng âm quát, nhưng nhanh như chớp bị phong ấn tiên linh lực, chín chuôi kiếm không còn tiên linh lực duy trì, rơi hết trên mặt đất, bây giờ cũng bị u Lạc lấy đi. Hàn Lập thấy cảnh này, ra mặt bỗng nhúc nhích run rẩy, cúi đầu nghiến răng. Bảo bối tốt, u lạc nhìn một đống tiên khí lơ lửng trước người, nhìn kỹ hơn một chút tỷ bà màu bạc của Thạch Xuyên không cùng chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm, tán thưởng một tiếng, lập tức thu mấy thứ này vào. Việc này đã xong, tiểu nữ xin cáo từ. Nàng gật gầu nhẹ với âm quát, quay người bay về phía xa, thân ảnh rất nhanh biến mất. Đồ xảo quyệt tham lam, âm quát nhìn u lạc rời đi, trên mặt hiện lên vẻ cừu hận, từ trong cái giang hung hăng phun ra một câu. Giải hết bọn chúng vào trong u lao đi, gã hít sâu một hơi, đè xuống hận ý trong mắt, quay đầu nhìn đám người hàn lập, hừ lạnh nói ra một tiếng, sau đó thân hình nhoáng một cái biến mất vô tung đứng ở một bên hai gã dị tộc sừng châu tiến tới nhấc đám người hàn lập lên phất tay thu hồi xiềng xích nhưng lại lấy ra một gông xiềng đen kịt đeo vào cho năm người bộ gông xiềng này khóa đầu và nửa người trên nửa người dưới của đám hàn lập còn có thể di chuyển nhưng bọn hắn bây giờ toàn thân vô lực chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy vô phương chạy trốn hai tên dị tộc sừng châu rất nhanh áp giải năm người hàn lập ra khỏi tòa kiến trúc hình tròn một chiếc xe thú ngừng ở phía trước phía sau xe là một vài lồng giam lớn tầm vài trượng đó là một chiếc xe chở tù. Hai gã dị tộc sừng châu ném năm người Hàn Lập vào lồng giam, điều khiển xe đi tới phía trước. Trên xe tù, năm người Hàn Lập nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Xe chở tù chạy khá nhanh, sau gần nửa ngày, đi đến trước một chỗ kiến trúc màu đen ở La Sinh khu. Tòa kiến trúc này chiếm diện tích khá lớn, kết cấu hình tứ giác, trên vách tường khảm nạm vô số viên châu màu đen, nở rộ ra từng điểm ánh sáng đen, dường như chớp động liên hồi, làm người nhìn cảm thấy hoa mắt một tên dị tộc sừng châu lôi từng người hàn lập từ xe tù ra cả đám ngã nhào trên mặt đất âm quát không chỉ phong ấn tiên linh lực trên người đám hàn lập mà sức mạnh thân thể cũng bị giam cầm cơ thể trở nên yếu ớt dị thương thân thể hàn lập vốn vô cùng mạnh mẽ dù cho bây giờ bị phong ấn suy yếu vẫn còn vững chắc ngược lại không có cảm giác gì đám người hồ tam bị ném mạnh xuống không khỏi khó chịu hừ lên một tiếng nhưng vào lúc này một người đàn ông áo xám từ trong kiến trúc màu đen đi ra Người này thân hình cao lớn, trên trán mọc ra ba cái bướu thịt to, khiến cho dung mạo nhìn có chút dữ tợn, dưới thân khói đen lượn lờ, rõ ràng là một cửu u tộc nhân. Khí tức trên người này cũng có phần khổng lồ, đạt đến cảnh giới thái ất, đi sau người này là hai gã dị tộc mặc giáp màu xám cho, có lẽ là hai gã u nô hộ vệ, vẻ mặt cũng hung ác không kém, tay cầm hai cây roi da dài có gai ngược tua tủa. Ồ, tu sĩ chân tiên giới, các người bắt được từ đâu? Sau khi người đàn ông áo xám đến gần, hai mắt nhìn kỹ đám người hàn lập trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi đây là do âm quát đại nhân tự tay bắt được mấy tên dị tộc đưa bọn chúng vào tầng dưới cùng của u lao một tên dị tộc sừng châu mở miệng là âm quát đại nhân tự mình ra tay bắt người đàn ông áo xám nghe vậy trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc mấy người kia là âm quát đại nhân điểm mặt muốn dùng đặc biệt dặn dò phải trông giữ cẩn thận dị tộc sừng châu lần nữa nói ra nếu là mệnh lệnh của âm quát đại nhân ta biết rõ nên làm thế nào Người đàn ông áo xám nghiêm mặt nói, vậy mấy người kia liền giao cho ngươi rồi. Hai gã dị tộc sừng châu liếc nhìn đám người hàn lập, phân phó lần nữa với người đàn ông áo xám, sau đó quay người hóa thành hai bóng đen bay đi. Năm tên nhãi danh, vào đây, người đàn ông áo xám không có hảo ý, liếc đánh giá năm người hàn lập, cười giữ tợn một tiếng rồi đi vào tòa kiến trúc màu đen phía trước. Đám người hàn lập đành phải nghe lời cất bước đi theo, hai tên hộ vệ giáp màu xám cho đi phía sau cùng. Đoàn người rất nhanh đi vào tòa kiến trúc màu đen, bên trong khá trống trải, chính giữa có một bệ đá cao nửa trường. Xung quanh có 8 cây cột đá màu trắng vững chãi trên cột đá chạm khắc vô số phù văn uốn khúc, còn trên bệ đá chạm khắc từng đường hoa văn, hình thành một cái pháp trận màu đen, chính là một cái truyền tống trận. Đi lên, người đàn ông áo xám đi đầu bước lên bệ đá, nhàn nhạt nói ra. Năm người hàn lập theo lời, từ cầu thang bên cạnh cũng leo lên bệ đá. Bách Lý Viêm đi hơi chậm phía sau cùng, một tên hộ vệ bên cạnh nhấc tay lên, roi ra trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh lên, một tiếng giòn vang, bóng roi màu đen hung hăng quất lên thân Bách Lý Viêm. Da thịt Bách Lý Viêm liền bong chóc, toàn bộ cơ thể bị quật bay vút ra, ngã sấp mặt xuống bệ đá. Gã đàn ông áo xám dường như không thấy chuyện này, bấm niệm pháp quyết, pháp trận trên bệ đá lập tức đại phòng ánh sáng màu đen, rung động ông ông mãnh liệt. Thân ảnh mấy người nhoáng một cái, từ giữa pháp trận biến mất vô tung. Hàn Lập thấy hoa mắt, vô số cảnh sắc nhanh chóng hiện lên một lúc sau thị lực mới khôi phục bình thường thấy xuất hiện trong một tòa đại điện âm u nơi này sát khí nồng đậm trong không khí quanh quẩn một cỗ khí âm hàn thầu thấm vào cơ thể đám người hàn lập như là kim đâm dù thân thể hàn lập cứng rắn nhất thì toàn thân cũng hơi run lên còn không mau đi lề mề cái gì gã đàn ông áo xám thấy phản ứng của đám người cười lạnh hắc hắc một tiếng đi ra ngoài điện đám người hàn lập cất bước đi theo bách lý viêm không nói lời nào từ trên mặt đất bỏ dậy đi theo sau lưng mọi người. Đi ra đại điện, một thông đạo dài xuất hiện phía trước, hai bên thông đạo là từng gian phòng giam, chỉ là hiện tại đại đa số bên trong trống không. Đứng ở đầu thông đạo này nhìn không thấy điểm cuối, ở giữa không biết có đến bao nhiêu phòng giam. Từng đợt âm thanh thê lương thảm thiết thỉnh thoảng từ phía trước truyền đến, làm cho lòng người không khỏi bấn loạn, tóc tai muốn dựng lên. Nơi này gọi là u lao. Hai mắt Hàn Lập nhìn phòng giam bên cạnh, chợt mở miệng hỏi. Gã đàn ông áo xám chợt dừng chân lại, quay người nhìn thoáng qua hướng hàn lập, trong mắt lóe lên hung quang, chậm rãi đi tới. Đến nơi này mà còn dám vì tiện nói chuyện, tiểu tử ngươi dường như còn chưa hiểu rõ tình huống A. Gã đàn ông áo xám lật tay vung lên, trong tay hiện ra một cây roi da dài màu đen, trên thân roi còn trải khắp móc câu, lớn hơn gấp bội so với roi của hai tên hộ vệ kia, nhìn càng dữ tận hơn. Ta chỉ hỏi một vấn đề mà thôi, chẳng lẽ trong u lao này không cho phép người mở miệng nói chuyện. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh nói chương 733, vô gian ngục, muốn nói chuyện cũng được thôi, chỉ cần ngươi tiếp được quỷ cước tiên này. Gã áo xám nhe răng cười, nói một câu rồi đột nhiên vung tay lên. Trường tiên hóa thành một cái bóng dài lớn màu đen, trông như một con độc long xuất thế, quất thẳng về mặt hàn lập. Bóng roi còn chưa tới, một luồng khí tức sắc bén đã táp vào mặt hắn, tựa hồ như muốn xuyên thủng ra mặt vậy. Hàn lập chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, chẳng hề có vẻ gì muốn tránh né. Bóng roi khi còn cách mặt hắn chỉ gang tắc liền dừng lại, mũi roi sắc nhọn lúc này chỉ thiếu vài tắc là đâm tới mắt hắn rồi. Hàn lập vậy mà mặt vẫn không đổi sắc, đưa mắt nhìn cây trường tiên màu đen trước mặt, bình thản đến độ mí mắt cũng không nháy một cái. Có chút đảm lược, khó trách khiến âm quát đại nhân phải tự thân ra tay để bắt. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu nên một roi này bỏ qua cho ngươi, còn dám lắm lời nữa thì không dễ dàng như vậy đâu. Gã áo xám nhìn chằm chằm hàn lập một lúc rồi khẽ rung cổ tay, thu lại cây trường tiên rồi tiếp tục đi về phía trước hàn lập chớp mắt một cái không nói câu nào chỉ cất bước đi theo lệ đạo hiếu hảo hán không chấp thiệt hơn trước mắt hay là đừng xung đột với bọn chúng thì hơn thạch xuyên không bước tới gần hàn lập khuyên nhủ tiếng nói của y nhỏ tới mức khó ai nghe được hàn lập gật đầu khẽ hắn vừa rồi đột nhiên lên tiếng không phải do xúc động nhất thời lỗ mãng mà là muốn thăm dò một chút thái độ của gã áo xám với mình Thái độ của hai người âm quát và u lạc với hắn khiến trong lòng Hàn Lập có chút bất an khó hiểu. Qua chuyện vừa xảy ra, trong lòng Hàn Lập đã nắm rõ được một chút. Đoàn người tiến về phía trước thêm một đoạn, trước mắt liền xuất hiện một không gian to lớn, hơn nữa nhiệt độ không khí nơi đây lại nóng vô cùng. Đây là một quảng trường dưới lòng đất giống như kiến trúc hình tròn lúc trước, trên đó có những lò lửa cháy hừng hực, liên tục tỏa ra hơi nóng mang nhiệt độ cực cao. Không khí nơi đây tựa như đang bị thiêu đốt mỗi nhịp hít thở thôi mà tim phổi như bị lửa tắp vào vậy. Trên quảng trường thấy có dựng nhiều cột đá vững trái, trên mỗi cột đá lại thấy một tù nhân bị trói vào đó. Những tù phạm kia đều bị lửa đỏ rực thiêu đốt thân thể, miệng không ngừng gào giống những thanh âm đau đớn thảm thiết. Đứng cạnh mấy tù phạm là một số vị giám sát áo xám, mỗi người cầm trong tay một thứ giống như ấm nước, cứ thỉnh thoảng lại rót một loại chất màu trắng nhũ vào miệng tù phạm sắp chết. Những tù phạm sắp chết kia sau khi được rót một ít chất lỏng đó liền khôi phục một chút khí tức, để rồi lại tiếp tục bị lửa thiêu. Bọn Hàn Lập thấy cảnh này, mặt đều thoáng biến sắc. Hắc hắc, tiểu tử, ta thấy ngươi vừa rồi có gan tiếp một roi của ta nên sẽ nói rõ cho các ngươi một chút, nơi đây chính là luyện ngục, tầng đầu tiên trong 9 tầng u lao, cứ từ từ thưởng thức đi. Gã áo xám đảo mắt nhìn bọn Hàn Lập một chút rồi nhe răng cười hắc hắc, giải thích. Tổng quản đại nhân, một gã giám sát trông thấy gã áo xám, vội vã khom người thi lễ. Gã áo xám khoát tay, cái đó tiếp tục dẫn Hàn Lập tiến về trước rất nhanh đã tới một cầu thang hướng xuống, chẳng mấy chốc đã tới tầng dưới. Tầng này cũng là một quảng trường khổng lồ, có điều trên quảng trường này là những ao nước màu đen tỏa khí thức lạnh lẽo đến thấu xương. Đáng bàn là trong mỗi ao nước kia lại có một tù phạm đang bị ngâm trong đó, những tù phạm này đều mặt cắt không ra hạt máu, thân mình run lẩy bẩy không thôi, miệng cũng không ngớt kêu la thảm thiết. Tầng này là hàn ngục, gã áo xám thuận miệng nói một câu, kế đó lại dẫn mấy người qua chỗ cạnh quảng trường rồi lại lần nữa tới một cầu thang hướng xuống, đi tới tầng thứ ba, quảng trường ở tầng thứ ba cũng có một số ao, có điều thứ lấp đầy ao không phải ao mà là đủ dạng rắn rết bỏ cạp. Từng tù phạm bị xua ép tiến vào trong những ao độc trùng này, chịu sự đau đớn do rắn rết can xé. Sau đó là tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Gã hào xám có vẻ muốn để bọn Hàn lập thấy rõ hết thảy nên mỗi tầng đều dẫn mấy người đi coi một lượt. Mỗi tù phạm ở mỗi tầng đều đã và đang phải chịu đau đớn khủng khiếp khó có gì sánh nổi thậm chí dù là Hàn Lập cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy điều tương tự. Bọn Hồ Tam, Thạch Xuyên không một đường vừa đi vừa xem, sắc mặt không khỏi tái đi. Một đoàn người đi mất tròn nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới tầng thứ 9 của U Lao. Vượt qua dự đoán của nhóm Hàn Lập, ở tầng thứ 9 không thấy mấy thứ tra tấn tù phạm như lò lửa, ao lạnh như vừa rồi, nơi đây chỉ thấy từng gian ngục giam, trông qua còn có phần chỉnh tề trật tự. Có điều, sát khí ở nơi này cực kỳ nồng đậm, nóng gấp mấy lần những tầng khác bằng mắt thường có thể thấy, tựa như đang có từng đợt sương mù đang phiêu đáng trôi khắp nơi. Sát khí ở nơi đây cũng không giống sát khí thông thường, cảm giác như có thêm một luồng khí tức hung ác, ở giữa vùng sát khí quay cuồng kia, mơ hồ có thể nghe được một ít thanh âm tựa như tiếng bách quỷ khóc lúc đêm tối. Năm người Hàn Lập vừa bước vào tầng này, cả người liền có cảm giác như ngàn cây châm cứng đâm vào, mặt mũi ai cũng biến sắc. Gã áo xám nhìn thấy bộ dạng đám Hàn Lập liền cười lạnh mấy tiếng, xong gã không dừng bước mà tiếp tục đi sâu vào số lượng nhà giam ở đây không nhiều, chỉ chừng hai ba mươi gian, phân nửa số này bị bỏ trống, chỉ có chưa đến một nửa là có tù phạm bị giam bên trong. Lạ nữa là cả tầng chín này không thấy có một người trông coi nào, những tù phạm kia cũng không rên la tiếng nào, toàn bộ không gian là một vùng im lặng. Đi vào, gã áo xám mở năm gian nhà giam ra, nhốt mỗi người hàn lập vào một gian. Nơi đây là tầng thứ chín, vô gian ngục, tiếp đây các người cứ ở đó mà hưởng thụ cho tốt đi gã áo xám cười gần vài tiếng xong lập tức quay người rời đi tựa như gã cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào hàn lập nhìn gã rời đi xong thoáng nhíu mày đưa mắt bắt đầu quan sát tỉ mỉ tình cảnh xung quanh đau đớn do sát khí nơi đây xâm nhập cơ thể vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn nhìn mấy lần hàn lập thoáng biến sắc miệng than khẽ một tiếng nhà tù này cũng không có gì đặc biệt chỉ bị hạ một ít cấm chế giam cầm rất thông thường bọn hàn lập hiện tại chỉ đủ sức để có thể đi đường Đến một chút sức lực mạnh mẽ cũng không phát huy được, thế nên lao ngục dạng này là đủ để giam giữ bọn họ. Nhà giam ở đây là loại lồng giam hàng rào, có thể dễ dàng trông thấy tù phạm ở lao ngục khác. Tù phạm bị nhốt nơi đây ai ai cũng cực kỳ bất phàm. Hàn Lập dù bị phong ấn tiên linh lực nhưng yếu tố nội tại như linh mục thì vẫn vậy, thị lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Những kẻ ở đây đều có tu vi cực cao, kém nhất cũng là cấp Kim Tiên, xét tổng thể thì non nửa là tu vi thái ất cảnh. Thêm nữa Tù phạm ở nơi đây không chỉ có người từ các tộc của hôi giới mà trong đó còn có hai kẻ giống bọn hắn, là người từ chân tiên giới. Lệ đạo hiểu, người phát hiện điều gì à? Những nhà tù này đặt sát nhau nên khi nghe Hàn Lập khẽ than một tiếng, kẻ bị giam ở gian bên cạnh, Thạch Xuyên không liền lặng lẽ nhích tới gần, nhỏ giọng hỏi. Hàn Lập cũng không giấu giếm gì, kể qua một lượt những thứ hắn thấy cho Thạch Xuyên không. Lệ đạo Hiếu, lẽ nào chúng ta thực sự phải ở đây chờ chết? Người vốn thủ đoạn rất nhiều lại cao thâm, xem có cái nào thoát thân không. Thạch Xuyên không nhìn hai tên chân tiên kia một chút xong liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là không buồn để ý nữa, chuyển chủ đề hạ giọng bàn bạc kế thoát thân. Mấy người chúng ta bị phong ấn tiên linh lực trong người, giờ chẳng khác gì phàm nhân, chỗ này lại là tầng cuối u lao, ta có cách gì để thoát chứ? Hàn lập cười khổ, đáp, hắc hắc, đã vào u lao mà còn muốn trốn ra, quá ngây thơ đó. Đúng lúc này, một tiếng nói lạnh lùng từ phía cạnh bên truyền tới. Hàn Lập và Thạch Xuyên không khẽ biến sắc, cùng quay đầu nhìn sang, tiếng nói kia là từ một một nhà giam cách đó không xa phát ra. Trong nhà giam đó là một nam tử đầu tóc bù xù, chỗ cổ tay cổ chân để hở ra có thể thấy từng chiếc vảy màu đen xám, giống như một loại dị tộc nào đó ở hôi giới. Gã này mặt mũi trông không rõ, có điều đôi tai rất dài, buông thóng dài tới gần vai, có vẻ như thính lực không tầm thường. Hàn Lập nhìn về phía gã, ánh mắt tập trung quan sát đôi tai lớn trên người gã. Thần thức bọn hắn cũng bị phong ấn nên không cách nào thi triển truyền âm, vừa rồi hắn với Thạch Xuyên không nói chuyện đã tận lực ép tiếng xuống nhỏ nhất, chẳng ngờ gã kia vẫn có thể nghe thấy. Các hạ là ai, sao lại nói như thế? Hàn lập nhíu mày, cất tiếng hỏi, các người nghĩ u lao này là chỗ nào chứ? Gã tai dài không trả lời vấn đề của Hàn lập, chỉ cười lạnh khạc khạc rồi hỏi ngược lại. Hồ Tam, Mà Quang, Bách Lý Viêm nghe tiếng nói chuyện liền cùng nhìn lại nơi đây không phải là một nhà giam của tộc cửu u sao thạch xuyên không thấy có chút kỳ quái liền hỏi nhà giam ha 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 mấy người các người từ xó nào chạy đến thế đến việc này cũng không biết gã tai dài cười sằng sặc lời này của ngươi là có ý gì thạch xuyên không mặt mũi phát sầu trầm giọng hỏi tiếp một đám gà mờ ta nói cho các ngươi biết u lao này chính là nơi chế tạo khôi lỗi cao cấp của tộc cửu u tù phạm bị đưa tới giam ở nơi này đều là vật liệu chuẩn bị để chế tạo khôi lỗi đó Gã tai dài cười lạnh nhìn Thạch Xuyên không đầy vẻ châm chọc rồi giải thích. Thạch Xuyên không nghe xong, tức thì mặt mũi biến sắc. Hàn Lập thì chỉ nhíu mày, không lộ vẻ gì quá bất ngờ. Hắn khi trước đã thấy qua tình hình trong chỗ luyện khôi bảo kia nên khi mới cất bước đi xuống đây đã thầm dự cảm ít nhiều. Các ngươi đi một đường từ trên xuống dưới, chắc đã thấy tình hình tất cả các tầng rồi, mấy chỗ đó chính là nơi tiến hành rèn luyện thân thể tù phạm đầu tiên nhằm tạo điều kiện cho việc luyện chế sau đó. Từ lúc các người bị bắt đã bị quyết định số kiếp trở thành nô lệ cho tộc cửu u rồi, đừng có mơ trốn thoát được. Gã tai dài càng nói, thân tình càng trở nên kích động, cuối cùng là gào đến khàn cả giọng. Nô lệ, đám người thạch xuyên không nghe những lời này của gã, sắc mặt trở nên khó coi cực độ. Đúng vậy, là nô lệ. Chẳng mấy chốc các người sẽ thành con rối trong tay tộc cửu u, cả đời bị chúng điều khiển, chơi đùa trong lòng bàn tay. Gã tai dài gào thét xong, cả người như bị rút cạn sức lực. Ngồi phịch xuống dựa lưng vào nhà giam, Đờ Đẫn nói: "Ngươi nói cho rõ coi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Mặt mũi Thạch Xuyên không tái nhợt, gấp giọng hỏi: "Y là thiếu chủ Quảng Nguyên trai, thân phận cao quý, bản thân có ngạo khí của mình, nếu như bị biến thành nô lệ để mặc cho kẻ khác sai khiến, vậy thà chết còn hơn." Gã tai dài dường như đã không còn hào hứng gì, mặc kệ Thạch Xuyên không hỏi thế nào cũng không đáp lấy nửa câu. Vị đạo hữu này có vẻ biết chút ít về khôi lối thuật của Tẩu Cửu U. Ta ở Bách Tàng Khu từng xem qua một luyện khôi bảo, tình hình trong đó đúng là có phần giống như mấy tầng phía trên. Hàn Lập nhìn gã tai dài kia rồi chậm rãi lên tiếng. Gã tai dài hơi đảo mắt quan sát Hàn Lập một chút, có điều nhìn xong gã vẫn không định nói gì thêm. Khôi lỗi thuật của tộc cửu U đúng là độc bộ hôi giới. Cái chỗ bách tàng khu kia cùng lắm chỉ chế tạo mấy thứ khôi lỗi thứ phẩm chạy nhanh, sức lớn, trong người cũng không bị trồng u hồn trùng, sau khi bị luyện thành khôi lỗi thì ý thức bản thân cũng mất, như thế cũng coi như chết thoải mái, các người bị đưa tới nơi này thì khác, chẳng mấy chốc các người sẽ bị cấy u hồn trùng vào trong người, chẳng cách nào quyết định sống chết của bản thân, chỉ có thể chấp nhận mãi mãi bị tộc cửu u nô dịch. Một âm thanh già nua từ một phòng giam khác truyền tới, nhìn lại thì là một lão giả tóc bạc phơ. Lão giả này cũng là dị tộc của hôi giới, mặt mũi tuy đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, khí thế hung ác dọa người nhưng dung mạo, ngũ quan không khác gì bọn hàn lập. Điểm khác chỉ là sau lưỡng lão mọc một cái đuôi đen rất dài trông như đuôi rắn không biết là tộc nào nữa. U hồn trùng, đó là thứ gì? Hàn lập nhìn về phía lão giả tóc trắng, hỏi. Đám thạch xuyên không cũng nhất loạt nhìn về phía lão giả kia. Chú giải, mươi 734, thất bại trong gang tấc. U hồn trùng, ha ha, nếu các người muốn biết, vậy thì để ta nói cho các người biết một chút. U hồn trùng này là thần thông đặc thù của cửu U tộc. Người U hồn tộc có thể rút lực lượng hồn phách người khác ra. Rồi dùng bản mệnh thần thông tế luyện thành u hồn trùng lão giả tóc bạc tựa hồ như đùa cợt. Sau đó giải thích. Rồi thả u hồn trùng vào trong cơ thể sao? Lông mày Hàn Lập nhướng mày, hỏi, "Không sai, một khi trùng này chui vào thần hồn người khác sẽ đảo khách thành chủ khống chế hành động đối phương, thân thể, thậm chí cả tư duy ý nghĩ nữa." Dùng u hồn trùng luyện thành khôi lỗi là cao cấp nhất, khôi lỗi còn giữ được ý thức, tất cả năng lực, đến cả pháp tắc cũng đều giữ lại. Lão già tóc bạc gật đầu nhẹ, tiếp tục nói, "Vừa nghe xong, sắc mặt tất cả mọi người, kể cả Thạch Xuyên không đều trở nên khó nhìn. Sao lại có dị thuật này chứ? Nếu thực sự như vậy, ta nguyện ý tự hủy Nguyên Anh mà chết còn hơn phải sống trong cái xác không hồn. Mặt mũi thạch xuyên không vàng như đất, rồi sau đó hung hãn nói ra. Tự hủy Nguyên Anh, bây giờ chúng ta chưa cùng đường, sao ngươi lại cam tâm tự sát chứ? Ma quang nhìn thạch xuyên không một cái, lạnh lùng nói ra. Nếu còn một tia hy vọng, ta cũng không dễ gì tự sát cả. Hồ Tam hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng. Khó trách cửu U tộc có thể thống lĩnh cửu U vực nhiều năm như vậy, Quả nhiên là có chỗ dựa Bách Lý Viêm cũng thở dài, nói: Hàn Lập không nói lời nào, ánh mắt lay động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ta có thể cảm ứng lực lượng thần hồn mạnh mẽ của các hạ, tuy vậy ngươi cũng đừng nghĩ ngăn cản được nó, căn bản u hồn trùng không cách nào ngăn được. Tựa hồ lão già tóc bạc nhìn thấu suy nghĩ Hàn Lập, mở miệng nói ra: Vậy trong người các ngươi đã bị gieo u hồn trùng rồi sao? Hàn Lập liếc lão già tóc bạc cùng nam tử tai dài kia, hỏi: Đúng vậy, những người đang ở tầng 9 này Chứ năm người các ngươi ra, thì người nào cũng đã bị gieo u hồn trùng rồi. Trong mắt lão già tóc bạc lóe lên hung quang, tựa hồ chạm vào vết sẹo sâu trong đáy lòng, rồi lập tức thở dài một tiếng, nói ra. Ngoại trừ biến thành một cỗ khôi lỗi, thật là không còn cách nào khác hay sao? Hàn lập lại hỏi, bọn ta đều đã không còn hy vọng, nếu năm người các ngươi không muốn biến thành như bọn ta bây giờ, tốt nhất thì nên tự sát ngay đi, một khi đã bị gieo u hồn trùng vào, đến lúc đó muốn tự sát cũng không được nữa rồi. Lão già tóc bạc cười lạnh một tiếng, nói, đa tả các hạ chỉ điểm. Hàn lập nghe vậy, liền chắp tay về lão già tóc bạc, rồi không nói gì nữa. Đám người thạch xuyên không, hồ tam nghe vậy cũng trầm mặc lại, thần sắc trên mặt trở nên âm tình bất định. Hàn lập im lặng chốc lát, lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, vừa chịu đựng thống khổ sát khí nơi này nhập thể, vừa cảm ứng tình hình trong người lúc này. Hắn phát hiện trong đầu, lúc này nhộn nhạo từng vòng gợn sóng màu đen, phát ra lực lượng giam cầm cường đại, phong ấn cả lực lượng thần thức cùng thần thồn hắn lại. Tuy thần thức hắn bị giam cầm, nhưng vẫn có thể cảm ứng được trong cơ thể như trước, trong đan điền đang bị từng đạo tia sét màu đen bao phủ, không chừa một khe hở nào. Ngay lúc này nguyên anh của hắn cũng bị giam cầm bên trong những tia sét chẳng chịt, không cách nào nhúc nhích được cũng như ngăn cách liên hệ với Hàn Lập. Những tia sét màu đen này không những giam cầm nguyên anh, mà còn không ngừng tuôn ra từng điểm xương mù màu đen, từ từ chui vào nguyên anh, còn ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng khắp người hắn tuy vậy nhục thể của hắn vô cùng cường đại lục phủ ngũ tạng từ lâu đã trở nên cứng cỏi vô cùng tuy lúc này bị chút hít sương mù màu đen ăn mòn nhưng vẫn còn có thể ngăn đỡ được cũng không đáng lo lắm nhưng nguyên anh thì lại khác lúc này bên ngoài đã phủ kín một tầng màu đen nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mơ hồ lộ ra vài phần dữ tợn đáng chết hàn lập thấy vậy trong lòng thầm mắng một tiếng hiện giờ hắn đã bị cắt đứt liên hệ với nguyên anh không cách nào dò xét biến hóa này sẽ tạo thành bao nhiêu nguy hại đối với nguyên anh của hắn nhưng có thể tưởng tượng được một khi mình dán đoạn liên hệ với nguyên anh quá lâu tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thương không thể lường được hàn lập hít sâu một hơi rồi đè nén căm phẫn trong lòng lại ánh mắt nhìn xuống ngón tay một cái u lạc chỉ lấy pháp khí chữ vật trên người hắn chứ không cảm ứng tồn tại của không gian hoa chi xem ra trong cái rủi lại còn có cái may phải biết rằng gần nửa thân gia trên người hắn đều nằm bên trong không gian hoa chi thậm chí trưởng thiên bình cũng nằm trong đấy nếu mà để người khác phát hiện ra đến lúc đó chính hắn cũng không dám nghĩ đến tiếc là thiên hồ hóa huyết đao lại bị hắn thu vào bên trong pháp khí chữ vật hiện giờ đã rơi vào trong tay u lạc rồi nếu không lúc này có lão gia hỏa thạch kinh hậu tựa hồ biết rõ về cửu u tộc thì có lẽ có chút cơ hội xoay chuyển ánh mắt hàn lập âm thầm quan sát xung quanh tin tưởng không có ai theo dõi cấm chế trong này lúc này dựa lưng vào tường nhà tù tay phải đỡ chán làm ra bộ dáng như chịu đựng không nổi thống khổ khi sát khí nhập thể vậy hắn toàn lực điều động lực lượng thần thức trong đầu, rồi lao vào trùng kích gợn sóng màu đen trong đầu. Những gợn sóng cấm chế này chỉ tác dụng trói buộc lực lượng thần thức trong đầu, không cách nào thả ra ngoài, chứ chưa giam cầm hoàn toàn. Tu vi của hắn lúc này đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, cho dù không cách nào tiến thêm một bước, thế nhưng trong những năm đi vào hôi giới này, trong lúc hắn rãnh rỗi thì đa số thời gian hắn đều tu luyện thần thuật, cho nên lực lượng thần thức có chút tiến bộ. Mặc dù cấm chế gợn sóng màu đen cường đại vô cùng, nhưng vẫn bị hàn lập vận động toàn bộ lực lượng thần thức lao lên gây nên chấn động một chút có tác dụng trong lòng hàn lập vui mừng rồi tiếp tục vận chuyển lực lượng thần thức phóng tới gợn sóng màu đen từng đợt lực lượng thần thức nối tiếp nhau không ngừng trùng kích lên trên gợn sóng màu đen trong nháy mắt đã qua một canh giờ gợn sóng màu đen chấn động càng lúc càng nhiều nhưng vẫn chưa lộ ra kẽ nước nào sắc mặt hàn lập có chút trắng bệch hiện giờ tiên linh lực của hắn đã bị phong ấn cho nên việc thúc giục lực lượng thần thức trong thời gian dài lại làm cho thân thể của hắn gánh vác lớn vô cùng. Tuy vậy cho dù có gánh vác lớn ra sao, hắn cũng không thể ngừng được, gã âm quát kia chẳng biết khi nào sẽ tới đây, trong mấy người có thể hắn là người đầu tiên bị cưỡng ép xe u hồn trùng vào người, đến lúc đó sợ là hết cách xoay chuyển rồi. Cho nên, nhất định trước khi gã đến phải vùng vẫy thoát khỏi cấm chế trong người, rồi sau đó không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chạy thoát khỏi chỗ này. Trong lòng hàn lập tính toán, rồi hít sâu một hơi, tiếp tục vận chuyển lực lượng thần thức trùng kích phong ấn rất nhanh lại qua thêm một canh giờ nữa hắn không ngừng trùng kích cấm chế gợn sóng màu đen trong đầu rốt cuộc cũng có chút nới lòng trong lòng hàn lập mừng thầm lại lần nữa vận dụng toàn bộ lực lượng thần thức hung hăng trùng kích cấm chế gợn sóng màu đen gợn sóng màu đen chấn động dữ dội nhất là gần chỗ chính giữa thần hồn lại chấn động kịch liệt vô cùng niệm kiếm quyết hai mắt hàn lập sáng lên thần hồn trong đầu lóe lên mãnh liệt từ đó bắn ra một đạo tinh quang hóa thành một thanh kiếm ảnh mơ hồ đâm vào chính giữa gợn sóng màu đen xoẹt xoẹt một tiếng rốt cuộc cấm chế gợn sóng màu đen cũng đã bị đâm một kẽ nứt nho nhỏ rồi đạo thần niệm kiếm ảnh kia từ đó lao ra lóe lên chui vào không gian hoa chi ngay khi thần niệm kiếm ảnh vừa lao ra gợn sóng màu đen liền lóe lên dữ dội rồi lập tức lấp đầy đạo kẽ nứt đó làm nó khôi phục như lúc ban đầu hàn lập không để ý đến cấm chế gợn sóng màu đen nữa mà điều khiển cỗ lực lượng thần thức kia chui sâu vào trong không gian hoa chi ở lầu các trong không gian hoa chi có một bóng người màu vàng đang đứng thắng ngửa đầu nhìn lên trời chính là giải đạo nhân ngay đúng lúc đó một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trong lầu các rồi hóa thành một đạo thân ảnh hàn lập mơ hồ hàn đạo hữu đã xảy ra chuyện gì à sao đột nhiên ta lại bị cắt đứt liên hệ với ngươi giải đạo nhân liền đi tới hỏi đã xảy ra nhiều chuyện nói rất dài dòng hiện giờ ta đã bị người khác phong ấn tiên linh lực rồi lại bị giam giữ nữa bóng người mơ hồ mở miệng nói ra, kể lại đơn giản chuyện xảy ra bên ngoài cho giải đạo nhân. Giải đạo nhân tinh thông pháp tắc lôi điện, có lẽ có cách phá giải cấm chế trong người của hắn. Sát lôi pháp tắc, trong trí nhớ của ta quả thật biết chút ít tin tức về cái này, sát lôi pháp tắc thuộc dị loại trong lôi điện pháp tắc, có thể xem như đồng nguyên với lôi điện pháp tắc của ta, hẳn là có ích trong việc phá giải cấm chế trong đan điền của ngươi, tuy vậy cấm chế trong người ngươi là do đại la cảnh hạ thủ, cho nên ta cũng không nắm chắc lắm. Giải đạo nhân trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Có tác dụng là tốt rồi, chỉ cần giải đạo hữu có thể đánh vỡ một đạo phong ấn cấm chế bên trong đan điền ta, ta liền có thể thúc giục thời gian pháp tắc, tự động phá giải cấm chế. Khuôn mặt bóng người mơ hồ lộ vẻ vui mừng, nói ra. Nếu đã như vậy, ngược lại ta có mấy phần nắm chắc. Giải đạo nhân gật đầu nói. Vậy thì làm phiền giải đạo hữu chuẩn bị ở đây, đợi khi ta quay về liền bắt đầu ra tay. Bóng người mơ hồ nói một tiếng, rồi quay người bay ra bên ngoài bay tới một góc dược viên dược viên nơi đấy có gieo trồng một cây linh thảo màu đen xì tỏa ra cỗ mùi hương kỳ lạ đó chính là vạn hồn thảo từ khi từ đổi linh thảo này từ tay thạch xuyên không hàn lập sợ để nó lâu trong hộp ngọc sẽ ảnh hưởng dược lực của vạn hồn thảo cho nên đã mang nó trồng vào bên trong không gian hoa chi bóng người mơ hồ vung tay lên một luồng hào quang thoáng một cái đã quấn lấy cây vạn hồn thảo rồi từ từ rút nó ra trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng May là hắn đã mang cây này trồng trong không gian hoa chi, lại đúng lúc hắn đang cần thứ này. Bằng vào lực lượng cây Vạn Hồn Thảo này, hắn có thể nắm chắc năm thành, nội ứng ngoại hợp, liền phá giải cấm chế gợn sóng màu đen trong đầu. Chỉ cần cấm chế trong đầu bài trừ, rồi mượn lực lượng giải đạo nhân, phá giải cấm chế sát lôi trong đan điền thì cơ hội nắm chắc hơn nhiều. Đang ngẫm nghĩ, bóng người mơ hồ đã quấn lấy Vạn Hồn Thảo, rồi tính quay trở về, chợt sắc mặt bóng người lập tức trở nên khó coi vô cùng, ngừng thân hình lại đúng lúc này bên trong tầng chín u lao một thân ảnh áo đen đang từ lối vào từ từ bay tới chính là âm quát đáng chết hàn lập âm thầm cắn răng cúi đầu xuống đám người lão già tóc bạc thấy âm quát xuất hiện trên mặt đều giật mình thân hình âm quát nhoáng một cái đã bất ngờ xuất hiện trước nhà tù ngay chỗ hàn lập rồi nhìn hàn lập trong mắt lộ vẻ nóng bỏng hàn lập thấy vậy trái tim liền trùng xuống hắn chậm rãi đứng người lên chẳng lẽ lại thất bại trong gang tất sao không chờ Hàn Lập suy nghĩ nhiều, âm quát đã vung tay bấm niệm pháp quyết, trên cấm chế cửa lao lóe lên, rồi tự động mở ra, gã cất bước đi vào, tiếp đó không nói lời nào vung tay lên. Từ mặt đất lóe lên điện quang, lăng không tuôn ra hai cái bàn tay lôi điện màu đen dài khoảng một trượng, thoáng cái đã trói thân thể Hàn Lập lại, một mực giam cầm hắn. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí xung quanh thân thể bị siết chặt, tiếp đó không thể nào động đậy được. Đám người thạch xuyên không thấy vậy, đều cả kinh. Ngươi muốn luyện ta thành khôi lỗi u hồn trùng sao? Hàn lập cũng không có ý phản kháng, mà nhìn âm quát, từ từ mở miệng nói ra. chương 735, thực trùng. a à, xem ra ngươi đã biết rõ, ngược lại giảm cho ta phải giải thích. Lại nói tiếp, ngươi có thể thu thành thời gian pháp tắc, coi như là một nhân tài, ngày sau thành thành thật thật theo ta, xuất lực cho ta, tự nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Âm quát cười nhạt một tiếng, đưa tay điểm một cái. Một đoàn màu đen từ trong ngón tay gã bắn ra, quay tròn ngưng tụ lại biến thành một hạt châu đen kịt hình bầu dục, mặt ngoài có từng vòng linh văn màu bạc nhạt, thoạt nhìn rất giống trứng trùng nào đó. Sắc mặt âm quát trịnh trọng bấm niệm pháp quyết điểm ra, mặt ngoài trứng trùng màu đen chấp lên linh văn, nhanh chóng nhúc nhích, không bao lâu một quái trùng màu đen lớn chừng ngón cái từ trong chậm rãi chui ra. Quái trùng này tương tự con sen, trên thân có hơn 10 xúc tu dài ngắn không đồng nhất, khuôn mặt bị một đoàn hắc quang bao phủ, mơ hồ hiện ra một mặt người, có 7-8 phần tương tự âm quát, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng u hồn trùng hàn lập nhìn quái trùng màu đen này đồng tử bỗng nhiên co rụt lại trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi vô cùng không nên chống cự ngoan ngoãn để nó bám vào thần hồn của ngươi kỳ thật quá trình này rất là tuyệt đấy hảo hảo hưởng thụ đi âm quát lạnh lùng nói một tiếng lần nữa bấm niệm pháp quyết điểm một cái u hồn trùng bắn ra vèo một tiếng rơi vào mi tâm hàn lập nhanh chóng thẩm thấu vào trong trước mắt hàn lập lập tức tối sầm đầu đau nhức kịch liệt một hồi tựa hồ có một cây đinh sắt nung đỏ đốt vào trong đầu, hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể không ngừng run rẩy. U hồn trùng nhanh chóng tiến nhập vào trong đầu, lập tức chui đến hướng thần hồn của hắn. Bức tường cấm chế màu đen trong đầu hắn tựa hồ không ảnh hưởng chút nào với nó, lóe lên liền xuyên qua. Không bao lâu, nó liền đi tới trong thần thức hải hàn lập, mặt ngoài có từng sợi hào quang lượn lờ, nhanh chóng hiện ra một thần hồn tiểu nhân, ngũ quan giống y trang hàn lập. Mơ tưởng phụ thể trên người ta, Niệm kiếm bí quyết. Thần hồn tiểu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lóe lên một đạo kiếm ảnh óng ánh bắn ra, nhanh chóng chạm lên thân u hồn trùng. Xoẹt một tiếng, u hồn trùng đơn giản bị chém thành hai nửa, sau đó bạo liệt ra, hóa thành hai luồng hắc khí. Nhưng mà sau một khắc hai luồng hắc khí lại hòa làm một thể, lập tức ngưng tụ lại hóa thành u hồn trùng, tiếp tục bay đến hướng thần hồn, dường như nó không bị thương tổn chút nào. Thần hồn tiểu nhân cả kinh, nhưng không có kinh hoàng, bên ngoài thân lại lóe lên tinh quang một đạo thần niệm chi liên bắn ra trong nháy mắt quấn lấy u hồn trùng sau đó quấn thêm vài vòng một mực cuốn lấy nó trên mặt u hồn trùng lộ ra một tia trào phúng thân thể uốn éo phanh một tiếng bạo liệt ra tránh thoát thần niệm chi liên trói buộc hóa thành một đoàn sương mù màu đen chạy thoát khoảng cách giữa u hồn trùng và thần hồn hàn lập vốn không xa sương mù màu đen lại cuồn cuộn bay vào tới phía trước lập tức đụng chạm vào thần hồn sương mù màu đen lần nữa ngưng tụ hóa thành hình dạng u hồn trùng mơ hồ một cái liền nhào vào trên người tiểu nhân thần hồn hàn lập nhúc nhích chui vào bên trong thần hồn tiểu nhân hoảng hốt trong miệng phát ra một tiếng rít bên ngoài thân đại phóng tinh quang có vài sợi xiềng xích óng ánh từ trong cơ thể nó bắn ra lóe lên biến thành một lồng giam xiềng xích bao phủ u hồn trùng lại u hồn trùng bị thần niệm lồng giam một mực bao lại tựa hồ bị áp chế thật lớn thân thể chuyển động chậm lại gấp mấy lần chỉ là thần niệm lồng giam này đã chậm một bước tuy bao được u hồn trùng lại nhưng non nửa thân thể trùng này đã chui vào bên trong thần hồn mà u hồn trùng kia cũng không dừng lại thân thể đột nhiên nở rộ từng trận hắc quang tiếp tục ngọ nguậy chui vào bên trong thần hồn hàn lập thần hồn tiểu nhân thấy cảnh này lập tức khẩn trương bên ngoài thân đại phóng tinh quang từng đạo xiềng xích óng ánh bắn ra bao trùm tầng tầng u hồn trùng lại cuối cùng bản thân nó cũng bị bao phủ vào trong hắc mang tinh quang đan vào cùng một chỗ va chạm với nhau kịch liệt hừ đuôi lông mày âm quát nhảy lên lạnh lùng nhìn toàn thân Hàn Lập run rẩy. Không biết sống chết, người đã muốn chịu nhiều đau đớn, ta liền thành toàn ngươi. Gã hừ lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, năm ngón tay chảo vào hư không hạ xuống. Năm đạo hắc quang từ đầu ngón tay gã không ngừng bắn ra, nhao nhao chui vào trong đầu Hàn Lập. Trong nháy mắt thất khiếu Hàn Lập đồng thời chảy ra máu tươi, thân thể run rẩy gấp mấy lần, có rút vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một màn này làm cho sắc mặt đám người thạch xuyên không chung quanh đại biến, nhưng khổ nỗi không ai giúp gì được. Bên trong những lồng giam cách đó không xa, đám người lão già tóc bạc cùng nam tử tai dài nhìn qua Hàn Lập, nhao nhao lắc đầu, bộ dạng như đã nói mà hắn không chịu nghe khuyên nhủ nên giờ phải chịu thiệt. Hắc hắc, có ý tứ, để xem tiểu tử ngươi đến cùng có ba đầu sáu tay gì, có thể trèo chống được bao lâu. Trên mặt âm quát lộ ra vẻ bạo ngược khoái ý, chẳng những không dừng tay mà năm ngón tay phát ra hắc quang càng thêm thô to hơn. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, âm quát mới dừng tay lại, đồng thời bấm niệm pháp quyết phung lên, thu hồi hai đạo đại thủ lôi điện trên người Hàn Lập, lóe lên rồi biến mất. Bây giờ nửa người Hàn Lập tụ huyết, toàn bộ cơ thể lâm vào hôn mê. Đại thủ lôi điện biến mất, hắn không hề hay biết lập tức ngã bịch một tiếng rơi trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào, khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, tựa hồ bị trọng thương. Không biết tốt xấu, âm quát cười lạnh một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng giam Hàn Lập, nhìn qua Thạch Xuyên không ở phòng bên cạnh. Thạch Xuyên không nhìn thấy rõ tình huống Hàn Lập trong mắt, trong lòng phát lạnh, thấy âm quát nhìn sang, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân ảnh âm quát nhoáng một cái, trực tiếp xuyên qua cấm chế phòng giam thạch xuyên không, lóe lên xuất hiện ở bên trong, gã vung tay lên. Một tiếng sấm sét vang lên, hai đại thủ lôi điện màu đen lăng không lơ lửng hiện ra, bắt lấy thân thể thạch xuyên không. Tính nhẫn nại của âm quát tựa hồ bị Hàn Lập làm tiêu hao hết sạch, không nói một lời, bàn tay to lớn một phát bắt lấy đầu thạch xuyên không, trên bàn tay đại phóng hắc quang thẩm thấu vào bên trong sắc mặt thạch xuyên không đại biến trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết ngũ quan thất khiếu đều tuôn ra máu tươi một khắc đồng hồ sau âm quát buông lỏng tay ra thạch xuyên không cũng đã mất đi ý thức thân thể mềm nhũn ngã bịch một tiếng trên mặt đất không còn nhúc nhích âm quát lạnh lùng nhìn thạch xuyên không quay người đi ra nhà tù đi qua phòng giam hồ tam kế bên tiếng kêu thê lương thảm thiết rất nhanh lại vang lên quanh quẩn chung quanh sau nửa canh giờ âm quát từ trong nhà giam bách lý viêm bay ra Lúc này năm người Hàn Lập đều nửa người đẫm máu nằm trên mặt đất, không có nhúc nhích. Sắc mặt âm quát hơi trắng bệch, hít sâu một hơi, lúc này mới khôi phục lại một chút. Chúc mừng âm quát đại nhân, lại đạt được năm cái khôi lỗi thật tốt. Đại Hàn áo xám kia không biết từ chỗ nào đi ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ lấy lòng nói. Năm người này ta có trọng dụng, âm thiện, người phải trông coi cho tốt, không được để xảy ra sơ suất. Trên mặt âm quát lộ ra vẻ tươi cười, lập tức dặn dò. Âm quát đại nhân yên tâm, Thuộc hạ tất nhiên không dám mảy may lười biếng. Đại Hàn áo xám vội vàng cam đoan nói: "Năm người này đã gieo vào u hồn trùng rồi, còn cần trăm ngày mới có thể triệt để dung hợp, chờ bọn hắn tỉnh lại lập tức đưa đến Huyền Âm cung, đừng cho khu vực khác tiếp xúc năm người này." Trong đầu Âm Quát hiện ra thân ảnh U Lạc, lần nữa dặn dò: "Thuộc hạ minh bạch, bất quá Âm Quát đại nhân liên tục gieo năm con u hồn trùng này, thân thể không sao chứ?" Đại Hàn áo xám nghe vậy ánh mắt khẽ động, lập tức gật đầu đáp ứng sau đó khuôn mặt tràn đầy vẻ ân cần hỏi han. Không sao, bất quá tiêu hao một ít lực lượng bản nguyên sát mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ khôi phục. Ngươi làm tốt việc này, ta sẽ có phần thưởng cho ngươi. Âm quát nói xong, thân hình chấp một cái liền tiêu thất trong hư không, tựa hồ vội vã về tu dưỡng. Đại hàn áo xám vội vàng khom người nói lời cảm tạ, một hồi lâu mới đứng thẳng lên. Gã nhìn thoáng qua năm người hàn lập, cười lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài, nhưng vừa đi vài bước chợt ngừng lại chỉ thấy một thân ảnh tinh hồng mảnh mai từ cầu thang thông đạo đi xuống tầng thứ 9, đúng là U Lạc. U Lạc cô nương, tại sao ngươi lại có thời gian rãnh rỗi đến U Lao này, không nghênh đón từ xa, thất lễ. Đại hàn áo xám hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sáng lạn tươi cười, nghênh đón. Như thế nào, U Lao này ta không thể tới sao? Đôi mắt U Lạc nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên không phải, U Lạc cô nương đến U Lao, âm mỗ tất nhiên là hoan nghênh không thôi sắc mặt đại hàn áo xám biến đổi có chút sợ hãi nói u lạc gừ một tiếng cất bước đi vào bên trong u lạc cô nương người tới đây có chuyện gì không đại hàn áo xám vội vàng đi theo cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm u lạc cũng không để ý đại hàn áo xám phối hợp đi vào bên trong rất nhanh ngừng lại trước nhà tù giam đám người hàn lập đại hàn áo xám nhớ lại lời âm quát vừa mới nói sắc mặt khẽ biến âm quát đại nhân thật sự không biết lưu tình a dù muốn luyện năm người này thành khôi lỗi cũng không cần ra tay hung ác như thế âm thiện chủ quản người nói có phải không u lạc nhìn bộ dạng năm người hàn lập thở dài quay đầu nhìn đại hàn áo xám tự nhiên cười nói trong miệng đại hàn áo xám chỉ lên tiếng ừ ừ tựa hồ không dám nghị luận sau lưng âm quát bàn tay u lạc trắng như ngọc nhấc lên suy một tiếng vang nhỏ một đạo ánh sáng âm u từ đầu ngón tay nàng bắn ra sau đó chia ra làm năm trực tiếp xuyên qua cấm chế chung quanh nhà tù bay vào trong đó U là cô nương, người đây là muốn. Sắc mặt đại hàn áo xám khẽ biến, nhịn không được tiến lên trước. U lạc vẫn bấm niệm pháp quyết, năm đạo ánh sáng âm u chợt lóe lên, biến thành năm đạo xúc tu mềm mại hết sức nhỏ thoáng dò xét qua mi tâm đám người hàn lập, sau đó lập tức thu về. Đại hàn áo xám thấy vậy, sắc mặt buông lỏng, xem ra âm quát đại nhân chỉ cưỡng ép đưa u hồn trùng vào trong thần hồn năm người này, như thế thật khinh suất, tuy rằng có thể luyện thành khôi lỗi, bất quá u hồn trùng cùng thần hồn năm người tương dung cần một đoạn thời gian rất dài chỗ này ta có chút thiên âm tốc hồn đan ngươi cho bọn hắn phục dụng mỗi ngày một hạt có thể giảm bớt thời gian luyện khôi cần thiết u lạc lật tay lấy ra một cái bình ngọc màu đen ném cho đại hàn áo xám miệng bình ngọc dán một chương phù lục màu đen tuy cách thân bình nhưng có từng trận chấn động hồn lực tinh thuần từ bên trong truyền ra thiên âm tốc hồn đan sắc mặt đại hàn áo xám khẽ biến đan này rất nổi danh trong cửu u tộc có thể điều trị tổn thương thần hồn, đối với tồn tại đại la cảnh cũng có hiệu quả, chân quý vô cùng, đại hàn áo xám trông thấy mà thèm nhỏ cả rãi. Đám người hàn lập vốn cần nửa tháng mới có thể tỉnh lại, nhưng đã có bình thiên âm tốc hồn đan này, chỉ sợ không cần 5 ngày liền có thể thanh tỉnh. Chỉ là vì sao U lạc lại xuất ra thiên âm tốc hồn đan chân quý bực này, tương trợ âm quát luyện khôi. Đầu óc đại hàn áo xám thoáng có chút mơ hồ không nghĩ ra được. chương 736, không thể giải thích. U lạc cô nương hiểu rõ đại nghĩa, âm mỗ thay mặt âm quát đại nhân cảm tạ. Ý nghĩ trong đầu đại hàn áo sám chuyển động, không chút trần chờ lập tức thi lễ một cái nói lời cảm ơn. Trong bình này có không ít thiên âm tốc hồn đan, chỉ dùng trên người năm người này, hẳn là còn thừa lại một ít, liền tặng cho âm thiền chủ quản ngươi đi. Âm thiền chủ quản vừa mới tiến giai thái ất cảnh trung kỳ trăm năm trước, những đan dược này chắc là có thể giúp ngươi củng cố tốt cảnh giới A. U lạc mỉm cười nói tiếp, đa tạ U lạc cô nương, ngày sau nếu có gì phân phó, cứ việc nói ra, âm thiền tuyệt không hai lời. Đại hàn áo xám đại hỉ, nói cảm ơn, gã vừa mới dùng thần thức dò xét thoáng qua một chút, phát hiện trong bình ngọc này có chừng 40 viên thiên âm tốc hồn đan, trừ đi đám người hàn lập phục dụng, hẳn là còn lại mười mấy viên, những đan dược này đủ cho gã cũng cố hồn lực còn có chút bất ổn, cũng có tác dụng tăng phúc tu vi không nhỏ, tối thiểu tiết kiệm được mấy nghìn năm khổ tu. Nếu như âm thiền chủ quản nói như thế, ta cũng không khách khí, sau khi năm người này tỉnh lại ta muốn mượn dùng một chút mong rằng âm thiền chủ quản ngươi hỗ trợ nhiều hơn u lạc sửa sang lại mái tóc nơi thái dương cười nói a à, đại hàn áo xám thi lễ một cái đang tính đứng thẳng người lên nghe vậy toàn thân cứng nắc tại chỗ hận không thể đánh vào miệng mình một cái như thế nào việc này làm ngươi cảm thấy khó khăn à đôi mắt đẹp u lạc lóe lên nói ra u lạc cô nương cũng không phải tại hạ không nguyện ý hỗ trợ chẳng qua là năm người này âm quát đại nhân dùng để luyện khôi lỗi, nếu muốn mượn bọn hắn, cần phải được âm quát đại nhân cho phép. Đại hàn áo xám xoa xoa bàn tay, cẩn thận cười lấy lòng nói. Lần này âm quát đại nhân thoáng một phát cô động ra năm đầu u hồn trùng, khẳng định nguyên khí tiêu hao thật lớn, không quá thời gian một tháng căn bản sẽ không xuất quan. Ta mượn năm người này chỉ vì một chuyện nhỏ, sử dụng không lâu, trước sau tối đa cần 2-3 ngày, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, việc này chỉ có trời biết đất biết âm quát đại nhân làm thế nào biết được u lạc cười khanh khách một tiếng nói như thế cái này đại hàn áo xám nghe vậy nhìn nhìn bình ngọc màu đen trong tay hình như có chút động tâm lại nói coi như ngày sau âm quát đại nhân biết được ta dùng nhiều thiên âm tốc hồn đan như vậy trợ giúp hắn luyện khôi chẳng qua là mượn nhờ năm người này thoáng một chút âm quát đại nhân đại nhân đại lượng về tình về lý cũng sẽ không để ý a à. u lạc mỉm cười nói tuy nói như vậy nhưng âm quát đại nhân đã nói trước. Đại hàn áo xám vẫn có chút trần chờ ta mượn năm người này cũng không phải là vì việc tư, mà là có quan hệ với vực chủ đại nhân, âm thiền chủ quản nếu không đáp ứng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chẳng qua là sự tình vực chủ đại nhân có điều gì sai sót, ngày sau lão nhân ra người hỏi, ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Sắc mặt u lạc hơi chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, nếu là làm việc cho vực chủ, tại hạ không dám không đáp ứng. Nội tâm đại hàn áo xám dùng mình, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lập tức cười khổ nói ra. Vậy thì nhờ cậy âm thiền ngươi rồi, U Lạc nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ đầu vai đại hàn áo xám, cũng không nói thêm gì, quay người rời đi. Đại hàn áo xám đưa mắt nhìn nàng ly khai, im lặng đứng yên thật lâu, cuối cùng thở dài, quay người đi trở về, bấm niệm pháp quyết mở cửa nhà lao hàn lập đi vào. Gã mở phù lục trên nắp bình ngọc màu đen ra, hơi nghiêng thân bình, một viên đan màu xám đen lớn chừng ngón cái lăn ra. Đại hàn áo xám kiểm tra cẩn thận viên đan một chút, xác nhận không vấn đề mới đút cho hàn lập ăn. Đan dược vào bụng, trên thân hàn lập chấn động, khí tức nhanh chóng trở nên vững vàng. Đại hàn áo xám quay người đi vào những phòng giam khác, cho mỗi người ăn một viên thiên âm tốc hồn đan, sau đó mới ly khai. ầm ầm, trong lúc vô tri vô giác, hàn lập cảm thấy trong đầu sấm sét vang dội một hồi, mỗi một lần sấm sét nổ vang, lại có một cỗ đau nhức kịch liệt kéo tới đau tận xương tủy, xé rách cả ý thức của hắn chẳng lẽ hết thảy lại xong như vậy? Một cỗ tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Hàn Lập, hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt có chút hoảng hốt, có chút mông lung. Chẳng biết tại sao, u lao âm u trước mắt tựa hồ bắt đầu trở nên tươi đẹp, cảnh vật bốn phía cũng mơ hồ một hồi rồi phát sinh biến hóa, những thanh chắn lồng giam kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa sảnh đường trang nhã, bên cạnh còn có mấy giàn hoa cổ kính, phía trên trồng một ít kỳ chân hoa cỏ. Ở giữa sảnh đường đặt một bộ bàn ghế gỗ khéo léo, trên ghế gỗ là một thân ảnh mông lung, đang cúi đầu nhìn xem cái gì đó. Bóng người dần dần rõ ràng, tóc đen áo trắng, dáng người mỹ lệ, nhiễm nhiên là một thiếu nữ trẻ tuổi. Uyển Nhi, trong nội tâm Hàn Lập rung động, không kìm lòng được thở nhẹ ra. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu, lập tức một khuôn mặt đã xuất hiện qua vô số lần trong mộng xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi mắt sáng, da trắng như tuyết, dưới chiếc mũi thanh tú là một vòng môi son lung linh, không phải là nam cung uyển thì là người nào. Nhưng ngay lúc nàng kia muốn mở miệng nói gì đó thì ý thức hắn lại run lên bần bật, hết thảy bốn phía đột nhiên biến mất không còn sót lại chút gì, hắn phảng phất như triệt để rơi vào bóng tối, không ngừng rơi vào vực sâu không đáy. Không biết qua bao lâu, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, du tẩu khắp nơi. Những sấm sét đau nhức kịch liệt kia lập tức nhanh chóng yếu bớt, ý thức của hắn bị phá thành mảnh nhỏ chậm rãi chắp phá lại với nhau. Dòng nước ấm không kéo dài bao lâu, rất nhanh biến mất vô tung, sấm sét cùng đau nhức kịch liệt trong đầu lại lần nữa kéo tới, bất quá đã giảm một ít so với lúc trước. Qua một đoạn thời gian, dòng nước ấm kia lại xuất hiện lần nữa, trong đầu Hàn Lập lại cảm thấy ôn nhuận dễ chịu hơn. Trong thời gian tiếp theo, cỗ nhiệt lưu này lại lần lượt xuất hiện, ý thức Hàn Lập càng ngày càng nguyên vẹn, rốt cuộc lúc dòng nước xuất hiện lần thứ tư thì một cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm tràn ngập trong đầu hắn. Con mắt Hàn Lập rung động thoáng một phát, mở mắt ra, nóc nhà lao mục rơi vào trong tầm mắt của hắn tuy ý thức hắn đã khôi phục nhưng thân thể vẫn đau nhức kịch liệt không chịu nổi không thể động đậy chút nào a à, một tiếng kêu nhẹ truyền đến sau đó một bóng người xuất hiện trong mắt hàn lập chính là đại hàn áo xám kia mắt gã nhìn xuống hàn lập mới bốn ngày đã khôi phục ý thức thần thức ngược lại khá là cường đại đại hàn áo xám chập chập nói ra hàn lập muốn nói gì đó nhưng toàn thân vô lực căn bản không cách nào lên tiếng được nếu như ngươi đã tỉnh quả thiên âm tốc hồn đan thứ năm này cũng cho ngươi ăn luôn a à? Đại hàn áo xám lấy ra một bình ngọc màu đen, đổ ra một quả đan dược màu xám đút vào trong miệng hàn lập. Hàn lập nhìn đại hàn áo xám, cũng không có phí công phản kháng. Tiểu tử, coi như các người gặp may mắn, nếu không có những đan dược này, các người tối thiểu còn phải chịu đựng thống khổ hơn 10 ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Đại hàn áo xám cười lạnh hai tiếng, quay người đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi tầm mắt hàn lập, nghe thanh âm là đi ra hướng bên ngoài. Hàn lập thu hồi tâm tư, vội vàng dò xét tình huống trong người đan điền cùng cấm chế trong đầu vẫn còn kinh mạch và cơ thể cũng tổn thương không nhẹ tăng thêm gông xiềng trên người nên không thể động đậy chút nào hàn lập không để ý thương thế trên người lập tức dò xét thần hồn trong đầu sắc mặt rất nhanh trầm xuống chỉ thấy thần hồn trong đầu lẳng lặng đứng đó chẳng lẽ u hồn trùng kia đã triệt để sáp nhập vào trong trái tim hàn lập trùng xuống nhớ tới tác dụng của u hồn trùng toàn thân mơ hồ run rẩy a à, không đúng rất nhanh hắn phát hiện tình huống trong người có chút không giống với mình tưởng tượng bên trong thần hồn là u hồn trùng kia đang bị mấy sợi xiềng xích giam cầm đúng là thần niệm chi liên của hắn mà bên ngoài thần niệm chi liên còn có một tầng chất dẻo bao lấy u hồn trùng tựa hồ bị tầng chất dẻo này đóng băng ở bên trong không thể động đậy chút nào ý thức hàn lập vẫn bảo trì nguyên vẹn cũng không có cảm giác bị ngoại vật khống chế xảy ra chuyện gì vậy trong lòng của hắn buông lỏng rồi lại tràn đầy nghi hoặc vào thời khắc này viên đan xám đen hắn vừa mới nuốt vào trong bụng bắt đầu hòa tan ra, rất nhanh hóa thành một cỗ nhiệt lưu tràn vào trong đầu, nhanh chóng khuếch tán ra. Trong đầu Hàn Lập vốn vẫn còn đau đớn lập tức giảm đi, thần hồn phảng phất như ngâm trong suối nước nóng, cực kỳ thoải mái. Hắn hồi tưởng lại trong lúc hôn mê trong đầu thỉnh thoảng dâng lên từng trận nhiệt lưu, xem ra chính là công hiệu viên đan màu xám đen này. Dược hiệu đan này bất phàm như thế, tất nhiên là vật cực kỳ chân quý, theo lời đại hán áo xám kia nói, hắn đã ăn vào năm viên đan này rồi, không biết vì sao người này lại cho mình phục dụng như vậy. a à, sắc mặt hàn lập trượt hơi đổi, cỗ nhiệt lưu du tẩu trong đầu, từng đạo tinh quang hết sức nhỏ hầu như không thể thấy rõ từ đó bay ra, dung nhập vào trong thần hồn, sau đó chui vào tầng quang màng bao phủ bên ngoài u hồn trùng kia. Rõ ràng quang màng hơi chấp động, chậm rãi dày thêm một chút. Ánh mắt hàn lập lóe lên, trong nội tâm lập tức chuyển qua vô số ý nghĩ, nhưng liền lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt chậm rãi hô hấp, điều chỉnh tình huống trong thân thể. Gần nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong cơ thể tích góp từng tí một khí lực, chậm rãi giấy ruộng ngồi dậy. Hắn bất động thanh sắc nhìn chung quanh một cái, sau đó dùng tay che mặt, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Ngay sau đó, trên ngón tay hắn lóe lên một đạo tinh quang, lang không nhiều ra một cây linh thảo màu đen, chính là vạn hồn thảo. Hàn Lập quét nhìn khắp nơi, đồng thời há miệng đưa linh thảo vào trong miệng, nhanh chóng nhai rồi nuốt xuống. Hiện tại phi tiên linh lực của hắn đã bị phong ấn toàn bộ, không cách nào mở ra không gian hoa chi, nhưng bằng vào cỗ thần thức lực lúc trước phóng vào trong đó, vẫn có thể từ bên trong lấy ra một ít vật nhỏ. Trong phòng giam cách đó không xa chính là nơi giam lão già tóc bạc kia, thân thể lão khẽ động, quay đầu nhìn thoáng qua hướng Hàn Lập, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hàn Lập tựa lưng vào tường nhà tù, cúi đầu mắt rủ xuống, không có nhúc nhích. Bất quá giờ phút này trong đầu hắn đang long trời lở đất, toàn bộ thần thức lực của hắn điên cuồng dũng động từng làn sóng liên tục đánh thẳng vào cấm chế gợn sóng trong đầu. Không biết có phải vì liên tục phục dụng năm viên đan sám đen kia hay không, thần thức lực của hắn lại tăng cường một ít, cấm chế gợn sóng màu đen liên tục rung động. Cùng lúc đó, từng cỗ hắc khí xa xa không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn vào trong đầu. Cỗ hắc khí này tản mát ra nhẹ nhẹ huỳnh quang, chính là dược lực vạn hồn thảo. Hắc khí tán phát ra từng trận chấn động thần hồn cường đại, so với thần hồn lực của Hàn Lập chỉ hơi yếu một chút, nhưng cực kỳ bướng bỉnh, Phảng phất như một con ngựa hoang khó thuần phục. Giữa hắc khí cuồn cuộn, mơ hồ có thể nghe được từng trận tiếng gầm oán linh. Vạn hồn thảo sống ở trong vực sâu nơi u hồn tử linh tụ tập, kỳ thật chính là do vô số hồn phách oán lực ngưng tụ thành, muốn hấp thu tăng cường thần hồn lực là cực kỳ khó khăn, trong đó hơn phân nửa dược lực sẽ bị lãng phí tiêu mất. Bất quá giờ phút này Hàn Lập cũng không phải muốn hấp thu, mà là muốn lợi dụng thần hồn lực thảo này để phá giải gợn sóng cấm chế màu đen kia, ngược lại là vừa đúng tác dụng chương 737, rốt cuộc là người nào? Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, hết sức chăm chú điều khiển những hắc khí trong đầu do vạn hồn thảo biến thành, từ bên ngoài trùng kích vào gợn sóng cấm chế màu đen, ý đổ phá vỡ cấm chế. Đã có kinh nghiệm phá cấm chế lúc trước, hơn nữa giáp công hai mặt trước sau, hắc quang mặt ngoài gợn sóng cấm chế màu đen rất nhanh lộ ra dấu hiệu buông lỏng. Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời, quyết đoán lần nữa thi triển thần thông niệm kiếm quyết, bất quá lần này không phải một đạo, mà là một hơi ngưng thành ba đạo kiếm quang óng ánh từ giữa thần hồn lóe lên phóng ra chạm lên ba khu vực gợn sóng màu đen suy 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 nương theo đó là ba tiếng nứt giống như tơ lụa bị xé ra phía trên gợn sóng cấm chế màu đen bị chém ra ba vết nứt thật nhỏ gợn sóng cấm chế màu đen sáng lên mãnh liệt chỗ bị nứt có từng sợi hắc khí lượn lờ mắt thấy liền muốn khép lại nhưng vào thời khắc này ba đạo xiềng xích óng ánh từ giữa thần hồn bắn nhanh ra cắm lên ba vết nứt đúng là thần niệm chi liên gợn sóng cấm chế màu đen chấp động hắc quang, kiệt lực lấp đầy ba chỗ bị tổn hại, bất qua thần niệm chi liên cực kỳ vững chắc, mặc cho cấm chế màu đen trùng kích thế nào cũng không thể lấp kín lại được. Không chỉ như thế, ba đầu thần niệm chi liên còn nở rộ từng đợt tinh quang, vặn vẹo không thôi, ý đồ mở rộng ba chỗ nứt ra. Hắc quang và mũi nhọn ánh sáng đan vào trùng kích rằng co với nhau, khiến cho khu vực thần thức hải hàn lập loạn thành một mảnh. Hàn lập thấy tình hình này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lần nữa nhắm mắt lại, vận chuyển lực lượng thần thức cùng dược lực vạn hồn thảo, tiếp tục trước sau giáp kích gợn sóng cấm chế màu đen. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua một ngày một đêm. Trong nhà lao âm u, toàn bộ cơ thể Hàn Lập vẫn như cũng nghiêng dựa vào tường, không nhúc nhích chút nào, nhưng tình huống trong đầu hắn lại tựa như mặt biển sóng to gió lớn, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gợn sóng cấm chế màu đen bây giờ thình lình đã phá vỡ hơn 10 đường nứt, từng đường nứt đều cắm một sợi thần niệm chi liên vào và không ngừng vặn vẹo. Lực lượng thần thức Hàn Lập còn có dược lực vạn hồn thảo trước sau không ngừng trùng kích cấm chế màu đen này nhìn kỹ có thể thấy tầng cấm chế này đã ảm đạm hơn nhiều so với trước và lại đang kịch liệt rung động lắc lư nhưng vẫn như cũ một mực cố thủ tại đó cũng không triệt để bị phá vỡ lúc này đầu hàn lập cũng đã gục xuống sắc mặt đã mơ hồ trắng bệch thỉnh thoảng có từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống một ngày một đêm liên tục đánh sâu vào lực lượng thần thức trong đầu hắn tiêu hao thật lớn dược lực vạn hồn thảo cũng đã tiêu hao quá nửa hiển nhiên duy trì liên tục loại trạng thái này sẽ không được bao lâu nữa. Không hổ là phong ấn của tu sĩ đại la cảnh, không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Hàn lập nghĩ đến đây, mãnh liệt cắn răng một cái, hơn 10 sợi thần niệm chi liên trong đầu chỉ thoáng một cái tỏa sáng hào quang, đồng thời điên cuồng vũ động, giống như hơn 10 đầu xúc tu, mãnh liệt xé rách về bốn phương tám hướng. Gợn sóng cấm chế màu đen run rẩy kịch liệt, vết nứt lập tức bị xé nứt ra một chút, hắc quang cũng tản mát ra. Nứt ra cho ta, hai mắt hàn lập đỏ tươi một mảnh, trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, lực lượng thần thức trong đầu lập tức như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, cuồng mãnh đến hướng thần niệm chi liên. Hơn 10 sợi thần niệm chi liên kẹt trong vết nứt cấm chế nhau nhau sáng ngời, lại thô to thêm vài phần, lần nữa cố sức xé ra. Hắc khí bên ngoài do vạn hồn thảo biến thành ngưng tụ cuồn cuộn, biến thành hai đại thủ màu đen, một phát bắt được gợn sóng cấm chế màu đen, mãnh liệt kéo một phát. Gợn sóng cấm chế màu đen lần nữa run lên, phát ra trận trận thanh âm nứt vỡ như tiếng tơ lụa bị xé, vết nứt lại lớn ra thêm vài phần, cả cấm chế thoạt nhìn so với trước đây mỏng manh hơn vài phần, nhưng cũng không có dấu hiệu tan vỡ nào, vẫn còn một mực thủ vững. Niệm kiếm quyết, trong lòng Hàn Lập điên cuồng hét lớn một tiếng, lực lượng thần thức còn lại trong đầu trong khoảnh khắc hóa thành một thanh kiếm quang óng ánh, sau đó hướng về một chỗ, một hồi đan vào ngưng tụ biến thành một đạo kiếm ảnh óng ánh tự đại. Kiếm ảnh mơ hồ một cái, chạm lên gợn sóng cấm chế màu đen. Két, gợn sóng cấm chế màu đen lập tức bị xé nứt ra một cái lỗ hổng thật lớn, rốt cuộc chống đỡ không nổi, sau một tiếng trầm đục triệt để bạo liệt ra, tiêu tán vô tung. Hầu như cùng lúc gió, dược lực vạn hồn thảo cũng đã không nhiều lắm, bị gợn sóng cấm chế màu đen sông lên cũng triệt để phiêu tán. Thân thể Hàn Lập căng thẳng chợt buông lỏng, miệng há lớn thở dốc, lực lượng thần thức trong đầu lúc này đều đã tiêu hao sạch sẽ, trước mắt biến thành màu đen, hầu như muốn bất tỉnh. Một ngày một đêm trùng kích đã dùng hết tinh lực toàn thân hắn, nhưng cuối cùng đã phá vỡ một cấm chế làm trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn không được không được mê man hàn lập cắn chặt răng giúp cho bản thân bảo trì thanh tỉnh chậm rãi thổ nạp hô hấp thời gian trôi qua từng chút trọn vẹn qua một hai canh giờ lực lượng thần hồn trong đầu hắn vốn đã hao hết mới khôi phục được một chút tuy còn lâu mới khôi phục hoàn toàn nhưng tối thiểu trước mắt không biến thành từng trận màu đen nữa hàn lập thở nhẹ ra một hơi trong mắt hiện lên vẻ vui mừng thúc giục thần thức dò xét các khu vực khác trong cơ thể Lúc trước tuy rằng hắn có thể cảm ứng tình huống các nơi trong cơ thể, nhưng cuối cùng không kịp sử dụng thần thức để dò xét kỹ càng. Kết quả sau khi điều tra một chút, trong lòng của hắn lại trầm xuống. Những khu vực khác trên người hắn tuy rằng cũng bị lực lượng cấm chế giam cầm, nhưng cũng không mạnh mẽ, chỉ là bị sát lôi cấm chế trong đan điền ảnh hưởng, chỉ cần có thể phá giải cấm chế trong đan điền, khu vực khác lập tức có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là sát lôi cấm chế trong đan điền lợi hại vượt xa hắn dự đoán lúc trước vượt xa gợn sóng cấm chế màu đen trong đầu có thể so sánh, mặc dù có giải đạo nhân tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể phá giải. Hàn lập trao mày, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm phương pháp phá giải sát lôi cấm chế. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân từ xa truyền đến. Sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức thu hồi thần thức, đồng thời cúi đầu xuống. Chỉ thấy xa xa ở cửa thông đạo tầng 9, hai thân ảnh một cao một thấp xuất hiện ở chỗ đó, không phải ai khác, chính là đại hàn áo xám âm thiện cùng thiếu nữ U Lạc. Hàn Lập dùng khóe mắt liếc nhìn lướt qua U Lạc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm thấy cử chỉ nàng này có chút kỳ quái, nhất là bản thân nàng đã đưa đan dược cho đại hán kia, hắn mới có thể có một loạt cử động tự cứu lấy mình, nhưng mục đích thật sự của nàng là gì, chẳng lẽ lại không biết điểm này. Chẳng lẽ nàng này dụng tâm kín đáo, còn có mục đích gì đó không cho ai biết, hoặc là cửu u vực chủ kia còn có âm mưu gì. Đang cân nhắc, hàn lập rủ đầu xuống thấp hơn, lực lượng thần thức trong đầu nội liếm đến cùng một chỗ, không tản mát ra một chút chấn động thần thức nào. Đã có một tên tỉnh rồi à u lạc đảo mắt qua phòng giam bốn người thạch xuyên không, cuối cùng rơi vào trên thân hàn lập, trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, tùy ý nói. Thần hồn tu sĩ nhân tộc này tựa hồ rất cường đại, hôm qua cũng đã thanh tỉnh. Đương nhiên cũng may mắn nhờ có thiên âm tốc hồn đan của U Lạc cô nương, nếu không hắn cũng giống như đầu heo mê man đến 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại đại hàn áo xám liếc nhìn hàn lập nói ra a à, bốn ngày đã tỉnh lại thần hồn xác thực cường đại vô cùng bốn người khác hôm nay cũng phải làm cho tỉnh lại thời gian không còn nhiều lắm vực chủ lão nhân ra người vẫn đang chờ đấy ngươi đi đút thuốc ta sẽ giúp ngươi một chút u lạc gật đầu nhẹ lập tức khuôn mặt ngưng lại nói đại hàn áo xám lên tiếng đáp ứng bấm niệm pháp quyết mở ra phòng giam bách lý viêm lấy ra một quả thiên âm tốc hồn đan đút cho bách lý viêm ăn hai tay u lạc quét ngang trước người năm ngón tay bấm ra một loại pháp quyết cổ quái hoa lan. Từng đạo hắc mang nổi lên, trong đó xen lẫn từng điểm phù văn màu đen, quay tít một vòng hóa thành một đóa hoa sen màu đen. Ngón tay u lạc khẽ động, hoa sen màu đen từ trên tay nàng bắn ra, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một quang điểm màu đen, chui vào trong nghi tâm Bách Lý Viêm. Trên đầu Bách Lý Viêm lập tức nở rộ đạo đạo hắc mang, chiếu làn da y cũng thành một màu đen. Bên trong hắc mang hiện ra một hư ảnh nữ tử chân trần dung mạo ung dung, mặc hạ y, ngồi trên đài sen gương mặt tươi cười làm cho người ta một loại cảm giác yêu thương vạn vật giống như mẹ của vạn vật hư ảnh nữ tử mờ ảo nhấc cánh tay lên bàn tay khẽ vuốt lên đầu bách lý viêm trong miệng thì thào gì đó phảng phất như mẫu thân đang thức tỉnh hài tử trên đầu bách lý viêm lập tức hiện ra từng đạo rung động màu đen khuếch tán ra chung quanh hư không phụ cận rung động ông ông mãnh liệt mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng ngâm sướng phản âm sau một khắc thân thể bách lý viêm run lên bần bật chậm rãi mở mắt ra hư ảnh nữ tử lóe lên phiêu tán, hắc mang trên đầu bách lý viêm tản mát ra cũng theo đó biến mất. Trong phòng giam kế bên, Hàn Lập nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù xem U là cô nương gọi hồn chú bao nhiêu lần, cũng làm cho người xem cảm thấy không đủ, nghe nói dù là người đã vẫn lạc, chỉ cần tử vong không quá ba ngày, thi thể vẫn còn bảo tồn, hơn nữa hồn phách không bị đánh tan, đều có thể thông qua thuật này phục sinh, không biết có đúng không. Trong mắt đại hàn áo xám hiện ra vẻ khâm phục, mở miệng hỏi. Người kế tiếp, U Lạc tản đi hắc mang trong tay, cũng không trả lời câu hỏi của đại hàn áo xám, thần tình lãnh đạm nói: "Đúng, tại hạ lắm mồm." Đại hàn áo xám ngượng ngùng cười cười, vội vàng quay người đi ra rồi mở phòng giam Hồ Tam, cho y ăn một quả Thiên Âm tốc hồn đan. Hai tay U Lạc bấm niệm pháp quyết, lần nữa thi triển hồn chú, Hồ Tam rất nhanh cũng mở mắt ra. Đại hàn áo xám cùng U Lạc lại làm tiếp, đồng dạng cũng gọi ma quang cùng thạch xuyên không tỉnh lại. Âm thiện chủ quản chuyện kế tiếp cần phải giữ bí mật, chắc người cũng biết phải làm sao cho thỏa đáng. U lạc nhìn về phía đại hàn áo xám, ngữ điệu ngưng trọng nói ra. Đại hàn áo xám khẽ giật mình, lập tức gật đầu nhẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ngoại trừ phòng giam 5 người hàn lập, tất cả phòng giam chung quanh nổi lên đạo đạo hắc quang, hình thành một màn sáng màu đen che khuất lại. Ta đã mở ra cấm chế ở các phòng giam khác, các người từ từ nói chuyện, sau đó lại gọi ta là được. Đại hàn áo xám mở miệng nói ra một câu, dứt khoát quay người đi ra bên ngoài. Ngay lúc gã quay người, U Lạc nhanh như tia chớp đưa tay điểm một cái vào hậu tâm đại hán áo xám, một đạo hắc mang như điện bắn ra, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể đại hán. Đại hán áo xám đột nhiên biến sắc, nhưng không kịp làm gì thì trên đầu gã lóe lên một đoàn hắc mang. Trên mặt đại hán lộ vẻ kinh sợ, thần tình trong nháy mắt ngưng kết, toàn bộ cơ thể vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị thi pháp chế trụ. Năm người Hàn Lập nhìn thấy một màn ngoài dự đoán này, Sắc mặt tất cả đều biến đổi nhìn về phía U Lạc. U Lạc thu tay lại, chậm rãi đi đến trước phòng giam Hàn Lập, phất tay mở lao lồng đi vào. Nghe các ngươi vừa nói chuyện, tựa hồ các hạ muốn chúng ta làm một chuyện, không biết là chuyện gì. Hàn Lập gượng người đứng lên, nhìn thẳng thiếu nữ trước mắt, mở miệng hỏi. U Lạc nhìn Hàn Lập, chợt bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo bạch quang sáng như tuyết bắn ra, vòng quanh Hàn Lập một cái. Vài tiếng nứt giòn vang lên gông xiềng trên người hắn bị cắt thành vô số đoạn, rơi trên mặt đất. Rốt của các hạ là người nào, đây là ý gì? Hai con người hàn lập rừng ở trên thân U Lạc, chậm rãi hỏi. Người không nhận ra ta sao? U Lạc tự nhiên mỉm cười, hỏi như thế. mươi 738 trải qua gập gành, có lẽ ta cũng không nhận ra được ngươi. Hàn lập nghe U Lạc nói xong, trong lòng khẽ động nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, đáp hắn đã lục trong trí nhớ mấy lượt nhưng cuối cùng vẫn không thấy có chút ấn tượng nào về thiếu nữ mảnh mai trước mắt này kỳ thật lúc trước vừa thấy nàng trong lòng liền mơ hồ có cảm giác thân thuộc khó tả có điều tình hình khi ấy cơ bản không cho hắn có thời gian để suy nghĩ về việc này nhưng ngay sau đó một cảnh không thể nói rõ xuất hiện chỉ thấy thiếu nữ cười khúc khích tiếp đó thân mình nàng vẫn bất động nhưng ngoài thân đột nhiên tỏa ra từng dải sáng đen những dải sáng lượn lờ giữa không trung rồi đan vào nhau từ trong đó tức thì xuất hiện một ảo ảnh cự viên ba mắt, đầu mọc một cái sừng kỳ quái. Đề hồn, là ngươi, Hàn Lập vừa thấy cảnh này, cơ mặt khẽ động, cả người đứng ngây như phóng, qua một lúc mới nói lên lời. Xem ra chúng ta chia tay quá lâu, chủ nhân đã sớm quên mất ta. Trong mắt đề hồn hiện lên vẻ mất mát, u sầu đáp. Làm sao quên chứ, chỉ là ta quá kinh ngạc thôi. Năm đó không phải ngươi bị người ở chân tiên giới triệu hoán phi thăng sao. Thế nào mà lại xuất hiện ở hôi giới vậy? Hàn Lập nén kinh ngạc trong lòng xuống, nửa mừng nửa lo hỏi. Ở bên kia, Thạch Xuyên không, Hồ Tam và Bách Lý Viêm chứng kiến cảnh U Lạc chém gông xiềng trên người Hàn Lập xong đều kinh ngạc, thế nhưng nghe đoạn đối thoại giữa hắn và đề hồn xong, biểu cảm mỗi người lại khác nhau mỗi kiểu. Đối với việc tại sao Hàn Lập đột nhiên lại có một vị thủ hạ có thể hô mưa gọi gió xuất hiện ở hôi giới, bọn họ tất nhiên là bụng đầy tò mò nghi hoặc, có điều những nghi vấn đó tự nhiên sẽ không lắm lời đi hỏi. Chỉ là, Hàn lập trong mắt bọn họ giờ đây bỗng nhiên có cảm giác cao thâm mà chắc thêm mấy phần. Dù có ma quang nhìn qua là có phần chấn định, tựa như y đã quá quen với những thứ bất ngờ xảy ra quanh Hàn lập rồi. Việc này để sau kể cũng không muộn. Chủ nhân người trước hãy dùng hoán kim lôi châu này phá vỡ cấm chế nơi đan điền, khôi phục thực lực xong rồi hãy nói. Đề hồn lật bàn tay lên, lòng bàn tay nhiều ra một viên châu cỡ quả trứng gà đang tỏa những tia sáng màu vàng kim. Trên hạt châu nổi đầy những đường vân lôi điện chúng không ngừng bắn ra chi chít những tia hồ quang điện vàng nhỏ. Những lôi điện màu vàng này mang cho người ta cảm giác trí cương trí dương, trông có phần giống tịch tà thần lôi của Hàn Lập. Lôi châu vừa xuất hiện, sát khí xung quanh đó lập tức tiêu tán. Hoán kim lôi châu, lực lượng lôi điện này không lẽ là hoán cốt kim lôi? Hàn Lập thấy cảnh này, khẽ nhướng mày hỏi, chủ nhân người cũng biết hoán cốt kim lôi. Không sai, lôi châu này đúng là do cô động hoán cốt kim lôi mà thành, nó chính là khắc tinh sát lôi pháp tắc của âm sát. Đề hồn thoáng ngạc nhiên hỏi xong liền búng ngón tay một cái. Lôi châu bắn ra, hóa thành một một giải sáng vàng kim rồi lóe lên, chui vào trong đan điền của Hàn Lập. Âm âm âm, trong đan điền của Hàn Lập tức thì thấy từng đạo hồ quang điện màu vàng nổi lên, chúng nhanh chóng tỏa ra khắp xung quanh, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp cơ thể hắn. Hàn Lập thầm động tâm thần, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vào thời khắc này, từng đạo điện quang màu đang đang dâng lên nơi bụng hắn, theo đó, hai loại ánh sáng vàng đen đan xen vào nhau dữ dội toàn thân hàn lập run lên bần bật mồ hôi lạnh từ khắp người túa ra ròng ròng sắc mặt lúc trắng lúc xanh cơ mặt không ngừng vặn vẹo nhìn qua cực kỳ thống khổ trong đan điền lô châu màu vàng đang phun ra từng đợt hồ quang điện vàng kim những hồ quang điện này cùng những tia sét nhỏ màu đen kia va chạm vào nhau dữ dội nhưng tia xét màu đen nhỏ như sợi tơ kia vừa chạm vào hồ quang điện màu vàng lập tức tiêu tán, có điều những tia xét màu đen quá nhiều, hơn nữa sau khi bị hồ quang điện màu vàng đánh tan đi một phần, chúng như có linh tính, nhanh chóng tụ lại một chỗ rồi hình thành những tia sét đen thô to hơn. Những tia sét đen lớn hình thành xong liền đánh ngay về phía hồ quang điện màu vàng. Những tia sét đen lớn kia mang uy năng cũng mạnh hơn nhiều, hồ quang điện màu vàng nhất thời cũng không cách nào đánh tan nhanh chúng được, kết quả là hai bên rơi vào tình thế rằng co lẫn nhau. Chính lúc đó, từng tia sáng chói mắt màu kim từ trong cơ thể hàn lập bừng lên, tỏa ra một đợt chấn động ẩn chứa pháp tắc thời gian, Chúng vừa xuất hiện liền cùng những lôi điện màu vàng kia hợp lại, đánh về phía những tia sét màu đen. Đã có lực lượng thời gian gia nhập, lôi quang màu vàng lập tức nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đè ép lôi quang màu đen. Hàn Lập cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có mấy âm thanh trầm đục vang lên, tiếp đó một đám khói đen từ trong đan điền của hắn tuôn ra rồi nhanh chóng tiêu tan. Ánh sáng màu kim quanh người Hàn Lập bỗng nhiên sáng bừng lên rồi như thủy triều tỏa ra khắp xung quanh. Vầng hào quang quá sáng, quá nhanh khiến không gian xung quanh cũng phải rung động kịch liệt đề hồn đứng bên cạnh khi vầng hào quang lan đến cũng không khỏi bị chấn lui mấy bước đôi mắt ngọc của nàng lóe lên lộ ra nét kinh ngạc hàn lập đột nhiên đứng dậy theo đó ánh sáng màu kim quanh người cũng lóe lên rồi thu lại chủ nhân không thể ngờ được tiên linh lực của người lại thâm sâu đến vậy so với kẻ vừa tiến vào tu vi thái ất cảnh cũng không thua bao nhiêu đề hồn khen ngợi những thứ cấm chế sát lôi này chính là do âm quát kia tự tay thiết lập giờ loại bỏ đi hắn có cảm giác được không Hàn Lập không có tán dóc với Đề Hồn mà nghiêm mặt hỏi: "Chủ nhân yên tâm, tên âm quát kia ngưng luyện một hơi năm con u hồn trùng, bản nguyên sát khí bị hao tổn rất lớn, giờ hắn đang bế quan khôi phục, sẽ không phát hiện được đâu." Đề Hồn mỉm cười, đáp, Hàn Lập nghe xong mới thả lỏng thần sắc, tiếp đó lại há miệng phun một cái. Một đoàn lôi quang màu vàng bắn ra, đúng là hoán kim lôi châu kia, chỉ là nó bây giờ nhỏ hơn lúc trước một chút. Hắn bấm ngón tay một cái, tức thì bốn thanh kiếm điện nhỏ bắn ra trong nháy mắt đã đâm thủng cấm chế cửa nhà lao giam giữ đám người thạch xuyên không, tiếp theo lại xoay tít một vòng quanh người bọn họ. Theo mấy tiếng đứt gãy giòn khô vang lên, gông xiềng trên thân bốn người liền bị chém thành mấy đoạn rớt xuống mặt đất. Cả bốn người đều lộ vẻ vui mừng, hàn lập lại cong ngón tay búng ra, bắn hoán kim lôi châu vào tay thạch xuyên không đang đứng ở gần hắn nhất, đồng thời mở miệng nói các ngươi trước mau dùng lôi châu này loại bỏ cấm chế trong người đi. Thạch xuyên không không dài dòng lôi thôi, lập tức cầm lôi châu trong tay nhấn vào đan điền nơi bụng dưới một cái. Lôi châu màu vàng lập tức lóe lên chui vào trong người y, ngay sau đó, trên người y cũng thấy xuất hiện những đạo hồ quang điện màu vàng. Thấy thế, y liền vội khoanh chân ngồi xuống, đám hồ tam cũng nhanh chóng rời khỏi nhà giam, đi tới chỗ gần thạch xuyên không rồi lẳng lặng đứng chờ. Phải rồi, chủ nhân, những vật này là của người. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm là bổn mạng pháp bảo của người, ta lúc đó đã thu lại giúp người, giờ người cầm lại đi đề hồn vung tay lên ánh sáng xanh liền lóe lên trước người nàng tiếp đó chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm và pháp khí chữ vật của hàn lập cùng hiện ra trong mắt hàn lập sáng lên sự vui vẻ hắn phất tay phóng ra một luồng sáng xanh thu chín chuôi kiếm vào trong cơ thể đồng thời thu luôn pháp khí chữ vật về xong xuôi hết thảy hắn quay người nhìn sang đề hồn thở dài nói đề hồn lần này thực may mắn là có ngươi nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi chủ nhân giữa chúng ta còn phải nói mấy câu khách khí này sao Năm đó nếu không được chủ nhân một đường giúp đỡ bồi tài, ta cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới như bây giờ. Đề hồn lắc đầu, đáp, được rồi, không nói mấy thứ này nữa. À phải, u hồn trùng trong đầu ta bị gì thế? Tựa như nó bị một loại lực lượng giam cầm thì phải. Hàn lập cười cười, có điều hắn lập tức nghĩ ra điều gì đó, lại thận trọng hỏi. U hồn trùng chính là thần thông bản mệnh của tộc cửu U, rất khó đối phó, có điều mấy ngày qua ta ở trong thành cũng không có ngồi chơi, kết quả bỏ công không phí, ta đã tìm được một loại chất dính đặc biệt, có thể giam u hồn trùng lại một chút, ta đem trộn vào trong thiên âm tốc hồn đan, thừa dịp giam cầm u hồn trùng trong đầu mọi người lại. Đề hồn nghiêm túc giải thích, hóa ra là vậy, đề hồn, người không phải sinh ra từ hôi giới, hôm nay thân ở cửu u vực lại có thể khiến những kẻ trong tộc cửu u phải kiêng nể, không lẽ trong đó có ẩn tình gì? Hàn lập chậm rãi gật đầu, xong chuyển chủ đề hỏi. Chuyện này kể ra rất dài dòng, năm đó ta ở linh giới bị triệu hóa, đúng là bay tới chân tiên giới, mà kẻ triệu hoán ta là một tu sĩ đại la cảnh của thiên đình. Đề hồn nghe hắn hỏi, mặt lộ vẻ phức tạp, một lúc sau mới từ tốn kể. Hàn lập thầm nhớ lại tình cảnh đề hồn phi thăng ở linh giới khi xưa, trong lòng không khỏi sao động, có điều hắn chỉ im lặng không lên tiếng quấy dày. Người đó triệu hoán ta đến chân tiên giới, hóa ra cũng chẳng phải có ý tốt gì, mục đích chỉ vì nhìn chúng việc ta có năng lực thôn vệ thần hồn, có thể vừa vặn hỗ trợ hắn tu luyện một môn thần thông. Ta theo hắn tu luyện hơn 5.000 năm, tu vi trái lại cũng tăng lên không ít, đạt đến cảnh giới kim tiên. Hắn thì tu vi cũng tiến triển, bắt đầu chảm tam thi. Có điều quá trình chảm tam thi phát sinh sơ suất, một thi hồn phân thân bị chém rụng xong liền trốn mất, hơn nữa còn bắt giam ta mang đi, sau nhiều đoạn thời gian bấp bênh mới tới hồi giới. Vẻ mặt đề hồn phức tạp, chậm rãi kể lại. Ra là vậy, có điều theo lý thì tam thi tiên nếu đã đến hồi giới thì sẽ phải đi luân hồi vực mới phải, thế nào mà ngươi lại tới chỗ cửu u vực này vậy? Hàn lập chậm rãi gật đầu rồi lập tức hỏi thêm, năm đó sau khi ta bị thi hồn phân thân kia dẫn tới hồi giới, thấy thi hồn phân thân đó không có ý tốt với ta, ta liền nhân cơ hội trốn thoát, tiếp đó liền tới cửu u vực rồi gia nhập tộc cửu u. Đề hồn bình thản đáp, nàng nói tuy nhẹ nhàng đơn giản, nhưng Hàn lập có thể đoán được, trong ngày hẳn nhiên đã trải qua vô số sự tình khúc chiết, có điều hiện giờ thời gian gấp rút, hắn cũng không có hỏi thêm thể chất của ta là thiên hướng thuộc tính âm đi vào hôi giới không những không có bất ổn hơn nữa không ngờ hoàn cảnh nơi này lại cực kỳ thích hợp để ta tu luyện công thêm việc ta xuất thân khác người nắm giữ một loại pháp tác về phương diện phệ hồn điều này đúng là có phần hiếm gặp nên cửu u vực chủ mới coi trọng thu ta làm đệ tử dưới trướng kể từ đó ta ở đây tu luyện cho tới bây giờ đề hồn kể thêm xem như nhân họa đắc phúc tu vi của ngươi bây giờ tới cảnh giới nào rồi hàn lập thoáng trầm ngâm xong hỏi Cửu U vực chủ cũng có phần chiếu cố ta, ban cho không ít tài nguyên tu luyện, hơn trăm năm trước ta mới bước vào thái ất cảnh. Phải rồi, có một số việc đó giờ còn chưa kịp hỏi chủ nhân, mấy người sao lại ở hôi giới, lại còn lẻn vào thành tu la nữa. Đề hồn vừa nói, trên người có ánh sáng đen chấp động, tiếp đó một luồng linh áp thái ất cảnh khổng lồ lóe lên rồi thu lại. Chúng ta tới vì tẩy sát trì, người có lẽ cũng cảm giác được, trước mắt ta là kim tiên đỉnh phong, chính là bậc độ sát, cho nên mới muốn mượn tẩy sát trì nơi này dùng một chút hàn lập kể tóm tắt quá trình tiến vào hôi giới xong mới đề cập nguyên nhân chủ yếu thì ra là vì tẩy sát trì có điều việc này chỉ e không dễ tẩy sát trì nằm trong tẩy hồn khu chỗ đó lại chính là thánh địa của thành tu la bên ngoài hiện giờ còn đang tiến hành họp tam vực hội minh số ngoại tộc trong thành tăng vọt chỉ sợ phòng vệ ở chỗ đó lại càng thêm nghiêm mật đề hồn nhíu mày phân tích hàn lập nghe thế không khỏi trầm xuống chưa kịp nói gì thêm thì đám người thạch xuyên không đã đi tới. Trên người ai cũng khí thức cuồn cuộn, hiển nhiên đều đã phá giải được cấm chế trong cơ thể. Đa tạ đề hồn đạo hữu lần này ra tay cứu giúp bọn ta, ân tình này chúng ta suốt đời không quên. Bốn người thạch xuyên không cùng không người thi lễ với đề hồn. Các người nếu đã là bằng hữu của chủ nhân ta thì không cần khách sáo. Những thứ này là đồ đạc của mấy người, trả lại cho các người trước đã. Đề hồn nói xong liền phất tay lên, hào quang lóe lên trước mặt bốn người, song liền thấy tiên khí và pháp khí chữ vật bị tịch thu khi trước đều xuất hiện. Đa tạ, mấy người thạch xuyên không mừng rỡ, vội vã thu đồ vật của mình về. chương 739, thoát khốn. Chủ nhân, dù biết một khi người đã quyết thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng ta còn muốn nhắc nhở một chút. Giờ này vực chủ và một số tu sĩ cấp bậc đại la cửu u tộc đều ở đọa hồ khu, tạm thời sẽ không rãnh để bận tâm nơi này. Hiện giờ bên ngoài tu la thành có thể xem như là lúc phòng bị lỏng lẻo nhất, nếu mọi người muốn thoát đi thì ta có thể mang mọi người ra ngoài, chỉ là thời gian cấp bách, phải lập tức đi ngay. Nếu bỏ qua thời cơ này, về sau mọi người muốn đi sẽ rất khó. Đề hồn nhìn về phía Hàn Lập, hơi trần chờ một chút rồi nói. Hàn Lập nhìn về phía đám người Hồ Tam, thấy cả đám đều vết thương chồng chất cùng thần sắc uể oải. Hàn Lập cau mày lại, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên kiên định. Đã đến nơi này, nếu mà quay về như vậy, những đau khổ đã chịu chẳng phải vô nghĩa sao huống hồ tình hình ta hiện giờ, cũng không cho phép ta từ bỏ. Trong các người nếu ai không muốn tiếp tục, bây giờ có thể tự hành rời đi. Hàn lập thở dài, mở miệng nói, tình hình của ta so với người còn tệ hơn, nếu bây giờ rời đi, ta cũng không cam lòng. Bách Lý Viêm cười ha ha, nói, ta cũng không có thói quen bỏ dở giữa chừng. Hồ Tam cười cười, có vẻ như động vết thương trong nội tạng, khóe miệng hơi vỉnh nhẹ lên. Quảng Nguyên trai chúng ta không làm việc mua bán lỗ vốn, Cảm thấy nếu hiện tại rời khỏi thì quả là lỗ nặng. Huống hồ thiệt thòi lần này, ta nhất định phải đòi lại. Thạch Xuyên không cũng gật đầu, nói, Ma Quang không nói gì, vẫn bộ dạng phó mặc mọi chuyện, chỉ là ánh mắt luôn như có như không liếc nhìn cô gái gọi là Đề Hồn. Nếu chủ nhân đã quyết định như thế, ta liền mang mọi người đi qua. Đề Hồn gật đầu, nói, Nhân số chúng ta khá nhiều, hành động sẽ có nhiều bất tiện trên đường tới hầm nghiệp hỏa, xin mời chư vị trước vào đợi trong động thiên chi bảo của ta. Hàn lập dừng một chút, nói, ngay sau đó, trên ngón tay của hắn lóe lên hoa ảnh, một cánh cửa màu bạc cao hơn một trượng lập tức hiện ra. Nhìn qua cánh cửa đó, thấy trước mắt là một tòa trúc lâu, bên trong tỏa ra thiên địa linh khí nồng đậm, làm cho đám người hồ tam vốn đã lâu chưa được tiếp xúc linh khí được một trận vui vẻ thoải mái. Này, chẳng lẽ kiện đồ vật kia là tại đấu giá hội Ngọc Côn lâu lúc trước? Ta nhớ rõ lúc ấy bị một vị trưởng lão bách tạo sơn mua mà. Hồ Tam thấy cảnh này, chân mày vốn nhíu lại, lại thêm chút kinh ngạc hỏi. Không phải là kiện kia, vật này là từ nơi khác có được. Được rồi, mời chư vị hãy vào trước, chúc lâu này là nơi linh khí tụ tập trong động thiên, mức độ nồng đậm không thua gì động tiên bình thường ở tiên giới, mọi người tạm thời ở bên trong điều dưỡng, không nên đến những nơi khác trong đó. Hàn Lập không giải thích nhiều, liền nói, ma quang nghe vậy, đi trước một bước tiến vào trong, mấy người còn lại lần lượt ôm quyền đa tạ với Hàn Lập rồi đi vào các cấm chế trong hoa chi đều đồng thời được kích hoạt, chỉ có phong cấm ở Trúc Lâu là mở ra, đám người Hồ Tam cũng biết rõ chuyện này, chỉ cảm thán khen linh khí trong Trúc Lâu rồi rào, một đám khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ điều dưỡng thương thế, vẫn không có động tác dư thừa nào. Sau khi đóng lại động thiên, thần sắc Hàn Lập hơi buông lỏng, trong miệng khẽ rên lên một tiếng. Trước đó bị luân phiên khổ hình tra tấn, dù khí lực Hàn Lập rồi rào, cũng sắp chịu đựng không nổi, lại còn bị u hồn trùng mạnh mẽ ăn mòn thần hồn, khiến tinh thần của hắn không khỏi suy sụp. Chủ nhân, người không sao chứ? Đề hồn có chút lo lắng hỏi. Hàn lập khoát tay áo, lật tay lấy ra một quả đan được màu vàng ăn vào, nhắm mắt điều tức. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, thần sắc không tốt bị xóa đi bằng một nụ cười tươi, nói với đề hồn. Lần này đi hỏa phúc khó lường, chủ nhân người hiện tại đã bình tĩnh, thật sự không sao cả chứ. Đề hồn còn chút lo lắng hỏi tiếp, thời gian ở hôi giới càng lâu, sát khí ăn mòn càng nghiêm trọng, ta có dự cảm, nếu không nhanh đến tẩy sát trì, sát suy của ta sẽ chế trụ không nổi mà bạo phát, đến lúc đó không cần người khác ra tay, đến thánh thần cũng khó cứu ta. Hàn lập cười khổ một tiếng nói ra, tẩy hồn khu là một chỗ đặc biệt, không phải cửu u tộc nhân không được đi vào. Ta mặc dù được vực chủ đại nhân coi trọng, nhưng cũng chỉ là khi hộ tống hắn mới được vào cùng, ngày thường lại càng không đến đó. Cho nên chúng ta muốn vào tẩy hồn khu, chỉ có thể đi bằng con đường trước đó mọi người đã đi. Đề hồn gật đầu nói, nếu đi con đường xuyên qua nghiệp hỏa, chẳng phải sẽ kinh động đến cấm chế bên trong. Hàn lập có chút nghi ngờ hỏi, không ngại chuyện này, giao cho ta là được, nhưng mà tình hình tẩy hồn khu bên kia, ta cũng không rõ ràng cho lắm. Đề hồn khẽ tươi cười, nói, tình hình bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, đi trước rồi hãng nói. Hàn lập khẽ thở dài một tiếng, nói ra, chủ nhân, người cố nhẫn nại một chút, bây giờ ta sẽ dẫn người đi ra ngoài đề hồn gật đầu nói dứt lời cổ tay nàng run lên hư không hiện ra một sợi xiềng xích màu đỏ phốc một tiếng đâm xuyên qua vai hàn lập hàn lập chỉ khẽ nhíu mày lại không phát ra dù là một chút âm thanh đề hồn xích lại hàn lập như vậy một đường thông qua chín tầng u lao đi ra ngoài thân phận của nàng ở cửa u tộc đặc thù tu sĩ đại la cửa u tộc tầm thường còn kiêng nể vài phần càng không cần nói đến đám u nô cho nên trên đường đi rất thuận lợi không tên nào có gan tiến đến tra hỏi cũng không quá lâu, hai người sắp ra khỏi U Lao, dọc theo nhiều thông đạo tiếp nối nhau, đi tới bên ngoài hầm nghiệp hỏa. Đi qua một thông đạo thật dài, Hàn Lập liếc mắt thấy đứng gác bên ngoài cổng tò vò tiến vào hỏa trì, là một thân hình khôi ngô cao lớn, đúng là Tô Lưu đã bị luyện chế thành khôi lỗi. Hai mắt gã vô thần nhìn về phía trước, hai tay bắt chéo trước người, bàn tay cầm xiềng xích với hai đầu là thanh bố hai lưỡi cùng chùy gai, quấn ra phía sau người, kèm các vết thương ghê rợn được khâu lại trên người, khiến Hàn Lập nhìn mà không khỏi sởn cả gai ốc. Đối với vị từng là giám sát sứ thiên đình này, hắn cũng không ưa gì, nhưng dù sao đều là người tiên giới, thấy gã cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, cũng khó tránh sinh ra chút cảm giác xót thương. Hàn Lập bị đề hồn áp giải tiến đến phía trước cổng tò vò, đang muốn đi vào thì bỗng nhiên tô lưu giang hai tay ra, xiềng xích màu đen kèm cây búa lớn cùng chùy gai cầm trên tay, tới chắn giữa đường đi. Đề hồn thấy thế khẽ cao mày, bàn tay vung lên, một cái lệnh bài tản ra từng đợt sát khí màu đen hiện lên lơ lửng trước mặt tô lưu một lát sau bay thật nhanh về trong tay nàng tô lưu thấy vậy thu lại binh khí rồi lui về một bên khôi phục trạng thái đờ đẫn ban đầu hàn lập cùng đề hồn qua cổng tò vò đi vào trong phát hiện cây cầu phía trên không có một bóng người lồng sắt nhốt nhiệt hỏa tiên tôn cùng si dung vẫn treo ở dưới cầu như cũ đi đến gần đó hàn lập dừng bước làm sao vậy chủ nhân người biết bọn hắn đề hồn nhìn dưới cầu một cái hỏi Người có phương pháp giải trừ cấm chế trên người bọn hắn không? Hàn lập hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng hỏi. Muốn giải cấm chế trên người bọn hắn cũng không khó, trên người ta có cửu u lệnh thì vô cùng đơn giản, chẳng qua hai người này bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thời gian bị nhiễm quá lâu, trạng thái hiện giờ như là bán hôi tiên, chỉ sợ sau khi giải cấm chế, nhất thời bọn hắn không thể khống chế thần trí mà bạo phát. Đề hồn thoáng nghĩ rồi nói, vậy cứu bọn hắn trước, tạm thời khoan giải cấm chế. Hàn lập gật đầu, phân phó. Chuyện này dễ dàng, đề hồn nói xong, thân hình nhoáng bay lên, hai tay bấm pháp quyết, liên tiếp điểm hơn 10 cái lên lồng sắt. Trên lồng sắt lập tức hiện ra từng đợt phù văn chấn động nhẹ nhẹ, hào quang màu đỏ sẫm chớp động, sau đó lập tức biến mất không thấy, cửa lồng liền mở ra. Nhiệt hỏa tiên tôn tựa vào một góc trong lồng, hoàn toàn không hay biết chuyện này, bất động tại chỗ, còn si dung thì chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hàn lập và đề hồn, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu cùng thần sắc kinh hoàng, nhưng thân hình vẫn không động đậy thần trí của ngươi vẫn chưa mất đi khống chế nhưng cấm chế trên người hiện chưa thể giải tự mình đi ra đi hàn lập không biểu cảm nói si dung trầm mặc một lát cũng không nói gì chậm rãi đứng lên và ôm nhiệt hỏa tiên tôn theo vào đây đi mọi chuyện nói sau theo tay hàn lập vung lên một cánh cửa màu bạc xuất hiện phía trước hai người si dung nhìn thật sâu hàn lập một cái vẫn khó hiểu vì sao hàn lập phải cứu mình gã dìu nhiệt hỏa tiên tôn cùng cất bước đi vào trong chúc lâu đề hồn bay xuống bên cạnh hàn lập chỉ thấy cổ tay vừa chuyển, Hàn Lập đã đóng lại động thiên hoa chi. Chủ nhân, đợi một chút, hai người đi đến đoạn cuối cây cầu, đề hồn mở miệng nói. Dứt lời, trên người nàng sáng lên hào quang đỏ sậm, thân hình bay xuống phía dưới, nhảy vào bên trong nghiệp hỏa, biến mất không thấy. Qua ước chừng 30 hơi thở, hắc diễm trong hỏa chỉ đột nhiên di động hướng lên, một đạo nhân ảnh bay vút ra, đúng là đề hồn. Tốt lắm, cấm chế dưới đáy cùng lối vào đã bị ta tạm thời che lại, hiện tại có thể yên tâm đi vào nàng phủi phủi hai tay vào nhau liền nói nhờ ngươi rồi hàn lập gật đầu mỉm cười nói u lạc người biết mình đang làm chuyện gì chứ đúng lúc này một tiếng quát chói tai truyền tới trong lòng hàn lập căng thẳng quay đầu nhìn lại thì thấy một gã có hai mắt dài nhỏ làn da trắng bệch như quỷ chết trôi là một nam tử trung niên dáng người cao gầy đi từ cổng tò vò bên kia ra gã còn ôm trong lòng một con thú nhỏ màu trắng như báo nhung chính là tu sĩ đại la trước đó nhìn thấy trong thiên điện quỷ mộc ở phía sau gã, còn đi theo hơn 10 tên khôi lối hình thù kỳ lạ cùng Uno, mà Tô Lưu cũng ở trong đám đó, hai tay đã cầm sẵn cây búa lớn cùng chùy gai. Quỷ Mộc trưởng lão, ta phụng mệnh sư tôn, mang người này đi học nghệ luyện hỏa, sau canh ba sẽ mang trở về U Lao. Đề Hồn nghe vậy, không nhanh không chậm trả lời, hai tròng mắt dài nhỏ của Quỷ Mộc híp lại, liếc mắt đánh giá xiềng xích đỏ tươi trong tay Đề Hồn, thấy trước mắt đâm xuyên qua ngực Hàn Lập, chân mày hơi giãn ra một chút, chậm rãi nói: Lúc này vực chủ đại nhân đang bận biểu bên đòa hồ khu, âm quát trưởng lão trước khi bế quan có đặc biệt nhờ ta chú ý la sinh khu một chút, hơn nữa nói rõ việc này tạm thời không nên bẩm báo vực chủ, người làm sao nhận lệnh từ vực chủ. Đề hồn biết không thể qua mặt, bàn tay dứt khoát thu lại, rút ra xiềng xích đỏ tươi trên người hàn lập. Trên người hàn lập lưu lại hai lỗ máu, nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc đầu. Người thật muốn phản bội vực chủ, không chịu quay đầu lại. Quỷ mộc lại nhíu mày, mở miệng nói việc này ta sẽ chủ động nhận tội với sư tôn nếu hôm nay quỷ mộc trưởng lão tha ta một mạng ngày sau tất có hậu báo trên mặt đề hồn hiện lên vẻ do dự nói ra hừ hồ đồ ngu xuẩn nhiều lời vô ích quỷ mộc hừ lạnh một tiếng xoay người thả tiểu thú màu trắng đang ôm xuống tiểu thú kia vốn nép sát bên chân quỷ mộc đứng thẳng lên bằng hai chân như người bình thường hai mắt xoay chuyển nhìn về phía hàn lập nhe răng nanh hung dữ tiện đà quay người lại nhảy đến hướng cổng tò vò đi ra ngoài chương 740, ước định, đi, đề hồn nhìn lướt qua tiểu thú màu trắng, đột nhiên hét lớn một tiếng, liền vung bàn tay vào hư không trước người, chợt một màn sáng màu đỏ sậm lập tức phóng ra, hóa thành vòng linh vực phát ra khí tức quái lạ, bao phủ cả người nàng cùng hàn lập vào trong. Hàn lập cảm thấy quanh người thả lỏng, giống như vừa thoát khỏi hôi giới, không còn cảm giác bị sát khí khắp nơi đè nén nữa, thân hình hắn liền đảo ngược, mau chóng cùng đề hồn lao xuống nghiệp hỏa chỉ phía dưới. Chủ nhân, trong linh vực của ta, tuy nghiệp hỏa ảnh hưởng không nhiều đến ngươi, thế nhưng ngươi vẫn phải bảo vệ thật kỹ thần hồn thức hải, nếu mà lơ là sẽ bị nó ảnh hưởng đấy. Đề hôn dặn dò, nàng vừa dứt lời, bất ngờ trên đỉnh đầu có một đạo bóng đen chắn lại, chính là Tô Lưu đã lăng không lao đến, một tay nắm dìu một tay cầm chùy, đánh về phía bọn hắn. Loảng xoảng, từng đợt âm thanh kim loại va vào nhau không ngừng truyền tới, qua cầu kim loại trong ngực lão đang chuyển động không ngừng, mặt ngoài phù văn chấp liên tục, còn bên trong thì có một đoàn nghiệp hỏa màu đen đang thiêu đốt hừng hực. Quanh người lão nhao nhao hiện ra đường vân màu đen tựa như ma văn, rồi đến từng ngọn lửa màu đen giống như hắc liên, từ trên xiềng xích màu đen nở rộ ra. Hàn lập thấy vậy, cổ tay xoay chuyển một cái, gọi ra thanh trúc phong vân kiếm, trên hai cánh tay nổi lên từng tầng kim lân, cơ bắp to lên gấp đôi, cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chân đạp hư không nghênh tiếp, trường kiếm trong tay từ phía dưới chém thẳng lên trên. ầm một tiếng vang thật lớn, cử phủ trên tay tô lưu trượt nổi lên hắc diếm dữ dội mạnh mẽ đụng vào thân kiếm phát ra điện quang màu vàng của hàn lập từ đó phát ra một tiếng nổ động trời vô số tia điện màu vàng cùng nghiệp hỏa màu đen nổ tung tóe bay khắp bốn phương tám hướng nghiệp hỏa bay tứ tán giống như mưa lửa rơi khắp nơi tay hàn lập cùng tô lưu đều cầm chắc binh khí cả hai đều có sức mạnh ngang nhau liền lui về phía sau một bước rằng co ở giữa không trung nhưng ngay sau đó một tiếng ầm ầm dữ dội lại vang lên Tô Lưu cầm Lưu Tinh cự trùy trong tay lại vung lên lần nữa, nện vào Hàn Lập. Sức mạnh một kích này so với một búa trước đó càng thêm to lớn, tuy Hàn Lập đã dùng hết sức ngăn cản, nhưng cả người vẫn bị dư chấn nện bay ngược xuống dưới, trực tiếp rơi vào trong nghiệp hỏa trì. Đề Hồn theo sát phía sau, cũng trực tiếp lao vào trong hỏa trì. "Chạy đi đâu?" Con người quỷ mộc co rụt lại, quát to một tiếng. Lúc này cả hai người Hàn Lập thừa cơ trực tiếp tiềm hành dưới hỏa trì, thừa thế lặn đến một cái hang hỏa trì khác. Lần này tiến vào trong nghiệp hỏa, hàn lập được linh vực của đề hồn che chắn lại, cho nên không còn cảm thấy gian nan như lần trước nữa. Trong lòng hắn chợt bình tĩnh lại một chút, sau đó liền vận chuyển luyện thần thuật, lúc trước u hồn trùng làm tổn thương thần thức của hắn quả thực không nhỏ, mặc dù trước mắt vẫn tạm thời áp chế được, thế nhưng hắn không dám khinh thường chút nào. Thân hình quỷ mộc nhoáng một cái đã xuất hiện phía trên nghiệp hỏa trì, rồi lão xòe năm ngón tay ra, bất ngờ chỉ xuống phía dưới tìm kiếm còn trong bàn tay còn lại thì tỏa ra ánh sáng màu đen trong trước mắt đã mọc ra nhánh cây nhìn như sợi dây leo rồi từ sợi dây leo đó tách ra vô số nhánh cây dệt thành một tấm lưới màu đen thật lớn từ bốn phía trên cao che phủ lại thò vào trong hỏa trì bao phủ về phía hai người bọn hắn cùng lúc đó những uno cùng khôi lối cũng đã bay lên trên hỏa trì không ngừng vung vẫy binh khí trong tay đánh xuống hai người bọn hắn dưới hỏa trì tấm lưới lớn màu đen vừa rơi vào nghiệp hỏa trì như cá bơi vào nước tốc độ lại nhanh hơn mấy lần quấn quanh bốn phía, nhìn như cái sọt cá thật lớn từ xung quanh xiết lại, nhốt bọn hắn vào bên trong đó. Đi, trong miệng hàn lập khẽ quát một tiếng, rồi xoay chuyển cổ tay xuống dưới, chợt một hồ lô màu xanh lập tức hiện ra, cùng lúc đó cánh tay còn lại của hắn liền vỗ xuống đáy hồ lô. Trên hồ lô xanh biếc lập tức nổi lên một tầng màu xanh óng ánh, đồng thời từng dòng phù văn thật nhỏ nổi lên, chợt một cỗ ba động pháp tắc mạnh mẽ lập tức tỏa ra chung quanh, bước lui nghiệp hỏa xung quanh ra khỏi mấy trường chỉ kịp nghe bong một tiếng sắc bén vang lên, một đạo ánh sáng kiếm quang màu vàng trói mắt từ miệng hồ lô bắn ra, trong nháy mắt đã tạo một cái khe rộng vài trượng trong nghiệp hỏa trì, rồi tiếp đó đâm mạnh vào tấm lưới lớn đen xì. Tấm lưới màu đen chấn động mạnh một cái, từng mảnh lớn điện quang màu vàng trộn lẫn một cỗ kiếm khí cuồng bạo trong đó, làm cho tấm lưới màu đen phình to dữ dội, giống như không chịu nỗi cự lực này mà muốn nổ tung ra. Còn những món binh khí mà đám Uno cùng khôi lỗi kia đánh tới, thì cũng bị khí kình này làm cho nát vụn chút tài mọn, quỷ mộc cười lạnh một tiếng, chỉ thấy thân ảnh của lão chớp nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến phía trước hai người hàn lập, trên bàn tay hóa thành tấm lưới màu đen kia chợt chảy ra từng giọt nước màu đen, rồi trong nháy mắt bốc hơi, biến thành một mảnh xương mù màu xám đen, bao phủ cả tấm lưới màu đen lại. Tấm lưới màu đen tưởng chừng như đã gần tan vỡ, bất ngờ như được rót thêm sức mạnh vào, thế là từ từ co lại như trước, trở về lại lưới giam đã nhốt hai người hàn lập. Ngay lúc đó, một nhánh cây nhỏ dài màu đen, chợt quấn vào chuôi thanh trúc phong vân kiếm muốn kéo nó về phía quỷ mộc chủ nhân hãy nhanh thu nó lại quỷ mộc trưởng lão tu luyện pháp tác quỷ đằng chính là độc chi pháp tác trí âm trí nhu nếu không có trí cương chi dương giống như hoán cốt kim lôi thì căn bản không thể tổn thương hắn được đồng thời trên dây leo còn có độc có thể làm ô uế tiên khí sẽ biến nó thành pháp bảo hôi giới thân hình đề hồn dừng lại mở miệng nhắc nhở vừa dứt lời trên tay nàng hiện ra sợi xiềng xích màu đỏ tươi rồi đánh về phía tô lưu trên tấm lưới kia tuôn ra từng giọt nước trong đó còn tỏa ra từng cỗ khí thức mục nát giống như những bọt nước từ đầm lầy từng giọt hắc dịch chảy ra rơi xuống thanh trúc phong vân kiếm của hàn lập làm thân kiếm lập tức phát ra từng tiếng rung động mạnh mẽ mặt ngoài liền có từng cỗ điện quang màu vàng bùng ra hàn lập rời mắt nhìn qua trong lòng trở nên căng thẳng chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện từng đạo dễ trắng hắn kinh hãi vội gọi phi kiếm quay trở về thế nhưng hắn phát hiện liên hệ giữa mình và phi kiếm tựa hồ bị thứ gì đó ngăn cách gián đoạn Kiếm này của ngươi quả là không tầm thường, hình như là một bộ kiếm trận, đối với một tên kim tiên ở tiên giới có thể nói là rất tốt, không bằng ngươi hãy xuất ra hết để ta xem thử như thế nào." Quỷ Mộc liếc mắt nhìn chui thanh trúc phong vân kiếm khác trong tay Hàn Lập, từ từ nói ra. Hàn Lập nhướng mày, chợt nhấc Hồ Lô lên lần nữa, rồi dồn sức vỗ mạnh dưới đáy Hồ Lô. Chỉ thấy miệng Hồ Lô bất ngờ bắn ra một đạo hào quang màu xanh, từ hư không xoắn một cái đã chặt đứt quỷ đằng đang quấn lấy phi kiếm màu xanh, rồi kéo nó quay về. A, à, huyền thiên chi vật, bảo bối cũng không ít a, à, nếu ngươi đã đưa tới, ta liền thu hết vậy." Lông mày quỷ mộc nhíu lại, cười ha ha một tiếng nói. Dứt lời, trên tấm lưới màu đen bắn ra mấy nhánh quỷ đằng, phân ra quấn lấy thanh trúc phong vân kiếm cùng huyền thiên hồ lô. Đúng lúc đó, ngay miệng hồ lô bỗng nhiên vang lên một tiếng âm thanh lạ thường, chợt một đường ánh sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt bắn ra, đánh vào đám quỷ đằng đang quấn quanh, trực tiếp chặt đứt nó. Quỷ đằng đang quấn quanh chuôi thanh trúc phong vân kiếm kia cũng bị ánh sáng màu xanh xuyên qua, Nước toạc ra. Hàn lập thấy thế, liền thuận thế kéo một cái, liền kéo chuôi thanh trúc phong vân kiếm trở lại rồi thu vào trong hồ lô. Lại là hủy diệt pháp tắc, trách không được, âm quát cứ dặn đi dặn lại là nhất định phải lưu lại ngươi một mạng, ngươi làm cho ta kinh ngạc hơi nhiều đó. Lông mày quỷ mộc nhảy dựng, kinh ngạc nói ra, âm một tiếng vang to, đề hồn đang giao đấu với tô lưu ở phía trên, chợt nàng bay ngược về bên cạnh hàn lập. Chủ nhân, đám khôi lỗi này không có thần hồn, thần thông của ta khắc chế lão có hạn, quỷ mộc lại là tu sĩ đại la cảnh, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một chút, xem ra không có cách nào mang ngươi đến tẩy hồn khu được. Thần sắc trên mặt đề hồn lộ ra một tia cay đắng, nói ra. Cổ họng hàn lập giật giật, nhưng không biết nên nói cái gì, đối mặt với tu sĩ đại la cảnh, cho dù có vận dụng lực lượng thời gian pháp tắc, thì hắn cũng không có chút phần thắng nào. Hàn đạo hiểu, hãy cho ta ra ngoài đúng lúc này âm thanh ma quang bất ngờ vang lên ở trong đầu ta vốn mượn nhờ thân thể người khác thần hồn cùng thân thể có thể nói là bằng mặt mà không bằng lòng lúc trước khi giao thủ với đề hồn ít nhiều là bị tiên thiên của nàng áp chế cho nên mới bại nhanh như vậy thế nhưng hôm nay ngươi đã lâm vào tử cảnh chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện ta liền nguyện ý vì ngươi mà liều mạng lần này ma quang lấy tâm thần liên hệ nói ra ngươi muốn ta giải trừ thiên ma khế ước sao lông mày hàn lập nhíu lại hỏi thiên ma khế ước ký kết thì dễ nhưng giải trừ thì rất khó căn bản trong chốc lát thì không được giao đấu với quỷ mộc hiển nhiên là ta không có nửa phần thắng có điều dây dưa với lão để kéo dài một nén nhang cho ngươi thì ta làm được chỉ là nửa canh giờ sau nếu ta chết trận vậy thì thôi nhưng nếu mà ta may mắn còn sống thì ngươi với ta từ nay không còn quan hệ nữa như thế nào ma quang nhanh chóng trả lời hàn lập nghe vậy liền suy nghĩ một lát rồi lập tức trả lời được vừa dứt câu hắn vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu trắng mở ra, chợt thân ảnh ma quang từ trong bắn ra. Sắc mặt ma quang bình tĩnh, không còn thần sắc thờ ơ như trước nữa, trái lại trong đôi mắt lộ ra một phần nghiêm túc, làm cho Hàn Lập cảm thấy có chút lạ lẫm. Hư hợp tộc nhân, quỷ mộc thấy vậy, sắc mặt lộ vẻ chán ghét, cao mày nói ra. Các người đi mau, nơi này giao lại cho ta. Ma quang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào quỷ mộc, rồi nói với hai người Hàn Lập một tên tu sĩ thái ất cảnh nho nhỏ mà cũng dám nói khoác không biết ngược, đã vậy để bản tỏa thu thập ngươi trước. Quỷ mộc cười lạnh một tiếng, thân hình liền lao thẳng đến ma quang. Hô, trong miệng ma quang phun ra một hơi thật dài, bất ngờ trong miệng hét to một tiếng. Trong đôi mắt của y đột nhiên tỏa quang mang màu xám, mi tâm cùng mí mắt cũng bắt đầu hiện ra từng dòng phù văn cổ quái, sát khí dưới áo bảo cũng lay động không ngừng tuôn ra, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến cảnh giới thái ất hậu kỳ lúc nào y đã trong lòng hàn lập khẽ giật mình không biết từ khi nào mà y đã lặng lẽ tiến vào thái ất hậu kỳ rồi chỉ thấy cánh tay ma quang bỗng nhiên xoay chuyển một cái trật nghiệp hỏa phía dưới tựa như bị tác động liền gào thét rồi xoay chuyển thành một vòng lốc xoáy hỏa diễm bay thẳng đến quỷ mộc còn tay kia hợp lại như cây đao chém tới hư không phía trước một đạo ánh sáng màu đen quỷ dị từ đầu ngón tay của y bắn ra chớp mắt đã chém tới một tiếng phốc nhỏ vang lên tấm lưới lớn màu đen phía trước lập tức phát ra tiếng nứt toạc tạo thành một vết rách thông suốt. Hàn lập do dự chốc lát rồi ôm quyền với y, sau đó cả người hắn cùng đề hồn lóe lên, chớp nhoáng cái lao vào bên trong thông đạo nghiệp hỏa. chương 741, mất liên lạc, hai người hàn lập cùng đề hồn sắp nhảy vào trong thông đạo, tiếng xé gió chợt vang lên. Chính là thân ảnh tô lưu lóe lên phóng tới, cự phủ trong tay mơ hồ một cái huyễn hóa ra rậm rạp chẳng chịt phủ ảnh, hắc khí lượn lờ điên cuồng chém xuống hai người hàn lập. Hàn lập đang muốn vùng kiếm đón đỡ thì một màn bất khả tư nghị xuất hiện chỉ thấy thân ảnh tô lưu với khí thế hung hăng bỗng nhiên cứng đờ ngay tại chỗ không nhúc nhích chút nào mà phủ ảnh đầy trời cũng theo đó chỉ trệ lại nhìn kỹ lại đã thấy trong mũi miệng tô lưu đang có từng sợi xương mù màu đen chảy ra nhẹ nhẹ chỗ ngực trống rỗng cũng bị một đoàn khói đen chiếm giữ giống như cản lại viên cầu kim loại làm nó không cách nào chuyển động được chủ nhân chúng ta đi mau đề hồn hét lớn một tiếng mang theo hàn lập sông vào trong thông đạo nghiệp hỏa tiếp theo trong nháy mắt quỷ đằng màu đen cuốn tới phô thiên cái địa trong khoảnh khắc bao phủ thân thể ma quang che đậy luôn cả lối vào thông đạo ầm 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 nửa vách núi chấn động kịch liệt nham thạch nhao nhao lăn xuống toàn bộ sụp xuống như đất lở thông đạo cửa vào nghiệp hỏa cũng bị vùi lấp vào trong hai người hàn lập cảm thấy hư không sau lưng điên cuồng run rẩy một hồi căn bản không kịp quay lại xem chỉ có thể cấp tốc lướt đến thông đạo phía trước thông đạo vào sâu đột nhiên hẹp dần nghiệp hỏa màu đen bốn phía lập tức trầm trọng gấp bội một cỗ sát khí mãnh liệt gấp mấy lần lúc trước xuyên thấu qua linh vực đề hồn thẩm thấu vào, Hàn Lập lập tức cảm thấy trong óc giống như bị kim châm, hắn cắn chặt răng, không nói tiếng nào. trong thức hải sóng lớn ngập trời, tràn ngập cỗ xương mù huyết sắc, một cỗ hung bạo điên cuồng lập tức xâm nhập vào, làm trong lòng hắn phiền muộn vô cùng. Đề hồn phát hiện Hàn Lập khác thường, hào quang đỏ sậm trên thân càng phát sáng lên, mang theo Hàn Lập cấp tốc nước tới thông đạo phía trước. nhưng mà càng đi vào chỗ sâu trong thông đạo. Nghiệp hỏa bốn phía càng trở nên đặc dính, sát khí ẩn chứa trong đó càng tinh thuần hơn, làm cho Hàn Lập càng thêm thống khổ. Càng đến gần tẩy hồn khu bên kia, nghiệp hỏa lại càng tinh thuần, trong đó ẩn chứa lực lượng ăn mòn càng cường đại. Ta sẽ toàn lực khống chế linh vực, chỉ sợ sẽ không phân tâm bảo vệ chủ nhân ngươi được, ngươi chú ý một chút. Đề hồn dặn dò, ngươi không cần lo cho ta." Hàn Lập nói với giọng hơi khàn khàn, bây giờ, hắn đã toàn lực vận chuyển luyện thần thuật, nhưng ý nghĩ vẫn không tự chủ được trở nên hôn mê tim đập càng nhanh như từng hồi chống trận, huyết dịch thể nội chảy điên cuồng không thôi, sát khí bên trong tiên khiếu tựa hồ cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Trong thức hải hắn giờ này đã không còn sương mù màu máu nữa, mà hiện ra vô số bóng người huyết sắc như ẩn như hiện, như trong chiến trường điên cuồng xông tới chém giết, chính giữa còn kèm theo tiếng gào rú thảm thiết làm lòng người kinh hãi, thậm chí trong hơi thở của hắn có thể nghe thấy mùi huyết tinh hơi ngọt, nếu là người bình thường chắc là đã sớm lâm vào điên cuồng rồi chỉ sợ không chờ đến tẩy sát trì thì hắn đã chống đỡ không nổi rồi sắp đến rồi chủ nhân người kiên trì chút xíu nữa trên mặt đề hồn hiện ra vẻ lo lắng nhắc nhở lúc này ánh mắt hàn lập bắt đầu dần trở nên mơ hồ hai mắt càng trở nên u ám khiếu huyệt trong cơ thể cũng bắt đầu sinh biến không như u hồn trùng ăn mòn thần hồn của hắn lúc trước có lẽ hắn còn có thể dựa vào thần hồn cường đại cùng luyện thần thuật chống đỡ nhưng bây giờ hắn thật sự không chịu nổi đợi đến lúc thần thức triệt để mất phương hướng luyện thần thuật cũng sẽ không cách nào thúc giục được nữa. Nếu như sát suy theo đó phát tác, chỉ sợ hắn cũng sẽ triệt để biến thành hôi tiên rồi. Nhưng vào lúc này, phía trước mi tâm hàn lập bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, một đạo hào quang màu đỏ tươi phát sáng lên, chính là trong tay đề hồn đang nắm một viên châu màu đỏ to bằng hạt long nhãn, chống đỡ tại mi tâm của hắn. Viên châu bóng loáng mượt mà, mặt ngoài hiện ra hào quang trơn bóng, bên trong có một hư ảnh tiểu thú đang nằm dạp xuống, thoạt nhìn tựa hồ đúng là hình dạng chân thân đề hồn, theo viên châu phóng xuất ra từng trận hào quang nhu hòa, một cỗ lực lượng thần hồn kỳ dị thẩm thấu vào trong thức hải hàn lập, giống như một đại thủ to lớn đè ép sóng gió động trời bên trong, xua tán huyết vụ tràn ngập đi. Dị trạng trong thức hải hàn lập dần dần trở nên bình thường, hắn vận chuyển toàn lực luyện thần thuật nhằm ngăn chặn sát khí quấy nhiễu. Thần thức của hắn khôi phục thanh tỉnh, thấy rõ tình huống trước mắt, phát hiện sắc mặt đề hồn hơi tái nhợt, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, vội hỏi đề hồn, ngươi, cái này là? Không sao, châu này chính là hồn nguyên của ta, trở về điều tức một chút là có thể hồi phục như cũ. Sắc mặt đề hồn hơi trắng bệch, lắc đầu nói, trong lòng hàn lập hơi động một chút, không nhiều lời nữa, bắt đầu bảo vệ chặt thân thức. Thông đạo nghiệp hỏa cũng không quá sâu, đi hơn nghìn trượng đã đến điểm cuối, một cửa động cao chừng vài chục trượng hiện ra, giống như một cái miệng loa mở lớn, chính giữa lại không bố trí cấm chế. Đề hồn mang theo hàn lập từ chỗ động khẩu đi ra ngoài, đi tới một hồ nghiệp hỏa cực lớn ở dưới mặt đất. Hai người bay vút lên, lơ lửng phía trên nghiệp hỏa, dò xét về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy vòng trời phía trên là một mảnh đen kịt, khắp nơi đều treo từng đám thạch nhũ đen kịt óng ánh, đứng lặng trong hồ nghiệp hỏa là mấy cột đá cao lớn trăm trượng, đụng vào cả mái vòm phía trên. Chỗ biên giới hồ nước phía xa là một con đê bao quanh hồ, phía trên là gần trăm con đường liên thông với nhau, uốn lượn đi thông tới bốn phía vách núi. Trên vách núi đá xây dựng từng tòa kiến trúc có cổng tò vào chỉnh tề chân nhẫn thoạt nhìn giống như một tòa cung điện cự đại dưới mặt đất chỉ là bên trong vắng vẻ nhìn như không có phục binh xem ra quỷ mộc đuổi giết chúng ta lúc trước cũng chưa báo tin cho tẩy hồn khu bên này hàn lập thu hồi ánh mắt nói ra thông đạo nghiệp hỏa bên này sụp đổ không cần hắn truyền tin âm khư trưởng lão trấn thủ bên này cũng sẽ phát hiện nhanh thôi lông mày đề hồn nhíu chặt nói lúc này chỗ cửa trong động một vách núi bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nói chuyện yếu ớt như mũi kêu hàn lập nghe tiếng kéo tay đề hồn, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng rơi vào trên bờ đê phụ cận, ẩn giấu khí tức, trốn vào bên trong một tòa cổng tò vò, nhưng người nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy chỗ cổng tò vò bên kia có hai đứa bé bộ dạng cửu u tộc nhân đang đi ra, đi tới ven hồ nghiệp hỏa. Chỉ thấy trên người hai đứa mặc bộ áo đen giống như đúc, dung mạo thân hình cũng hầu như giống nhau, chiều cao cũng không sai biệt lắm, thoạt nhìn tựa hồ là một đôi song sinh. Liên đệ, tuy rằng trưởng lão nói hôm nay trong thành có đại sự quan trọng, không người quản giáo, Chúng ta tạm dừng tu hành một ngày, nhưng chúng ta đã 10 tuổi rồi, không lâu nữa sẽ thành niên, không cố gắng tu hành sẽ không thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng được." Một đứa trong đó có thân hình hơi cao hơn một chút nói ra. "Ân huynh, ngươi nói tu hành không ngừng mới có thể trở nên nổi bật, nhiều đến nỗi lỗ tai ta muốn thành cái kén luôn rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bị tên âm xưởng kia vượt qua đâu." Đứa bé Cửu U tộc kia nhếch miệng nói ra, "So với tu sĩ Cửu U tộc trưởng thành, biểu hiện trên mặt hai đứa bé này cũng chưa thành thục, cũng không làm cho người chán ghét. Hai đứa nói chuyện, rồi khoanh chân ngồi song song ven bờ hồ nghiệp hỏa, trên tay kết một cái pháp quyết cổ quái, quanh thân sáng lên ô quang, trong hồ nghiệp hỏa liền có từng sợi sát khí tinh thuần lượn lờ bay lên, quấn quanh người bọn chúng. Lúc bọn chúng hít thở, dưới lỗ mũi liền có hai đạo hắc khí, như là con run không ngừng co duỗi ra vào, nhìn có chút kỳ dị. Bất quá mới 10 tuổi, khí tức trên thân đã tiếp cận kết đan kỳ rồi, còn có thể ở gần nghiệp hỏa tu hành bình yên như thế, cửu u tộc nhân quả thật đáng sợ. Hàn lập thấp giọng nói ra, cửu u tộc có khả năng chịu nghiệp hỏa mà các tộc khác không thể so sánh được, bản thân họ lại có thiên phú dị bẩm, hai hài đồng này bất quá chỉ là tư chất trung bình kém mà thôi. Đề hồn nói ra, Hàn lập không nhìn nữa, cùng đề hồn đi vào chỗ sâu trong thông đạo, bàn tay vung lên, một đạo quang môn màu bạc hiện ra. Mấy người bách lý viêm cùng hồ tam đang khoanh chân ngồi ở lầu một chút lâu, đang nhắm mắt điều tức, Nhao nhào mở mắt ra, từ mặt đất đứng lên. Nhiệt hỏa tiên tôn thì bị một đạo xiềng xích sáng trắng trói ở một bên, thân thể khẽ run, nhưng không phát ra thanh âm nào, nguyên lai là ngoài miệng cũng bị một chương phù lục màu tím phong bế. Si dung dựa trên tường bên cạnh, trong mắt đắng chát, nhìn về phía hàn lập bên này, thần tình phức tạp. Xảy ra chuyện gì, mắt thấy bách lý viêm đi ra trước một bước, hàn lập hỏi. Hắn bị sát khí ăn mòn quá lâu, thần chí đã mất, lúc trước đột nhiên phát tác bạo khởi, bị Hồ Tam cùng Thạch Đạo Hữu chế trụ. Bách Lý Viêm giải thích, nhìn tình huống của hắn lúc này, nếu lại phát tác một hai lần nữa, chỉ sợ sẽ triệt để hỏng mất đạo hạnh, sẽ biến thành hôi tiên. Hồ Tam cũng đi ra, nhíu mày nói. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trầm ngâm một lát, cũng không nói gì. Vừa ly khai động thiên hoa chi, mấy người Hồ Tam nhao nhao nhíu mày, lập tức thúc giục thủ đoạn chống cự sát khí nghiệp hỏa, đồng thời cũng vội vàng thi triển thuật pháp ẩn nạc thân mình. Bây giờ có lẽ chúng ta đã ở bên trong tẩy hồn khu rồi, khu vực này khá đặc thù khác với những nơi trong tu la thành, đề hồn cũng chưa tới nhiều, trên địa đồ cũng không hiển thị, kế tiếp làm như thế nào tìm tẩy sát trì, các người có đề nghị gì không? Hàn lập đóng cửa quang môn màu bạc, nói ra, bên kia không phải có hai tiểu hoa như sao, lục soát thần hồn của chúng chẳng phải sẽ biết liền. Thạch xuyên không nhìn xuyên thấu qua cửa thông đạo phía xa, nói ra. Lần trước chỉ giết một khôi lỗi liền kinh động đến âm quát, ai biết trên thân những cửu u tộc nhân này có cấm chế đặc thù hoặc là có liên hệ đặc thù gì với nhau hay không không thể mạo hiểm như vậy bách lý viêm lắc đầu chậm rãi nói ra hàn lập há to miệng đang muốn nói chuyện thần tình bỗng nhiên biến đổi sau nửa ngày không nói nên lời chủ nhân ngươi làm sao vậy đề hồn thấy thế sợ hàn lập phát tác sát suy liền vội vàng hỏi lệ đạo hữu thần tình bách lý viêm cũng khẽ biến mở miệng nói đúng rồi mà quang đạo hữu đâu thạch xuyên không nhướng mày mở miệng hỏi ngay vừa rồi cảm ứng giữa ta và ma quang đã triệt để biến mất ta thử dùng tâm thần câu thông nhưng căn bản cảm ứng không được hắn ánh mắt hàn lập thu vào lắc đầu nói ra cái gì thạch xuyên không kinh ngạc nói chẳng lẽ ma quang đạo hữu hắn đã vẫn lạc vẻ mặt hồ tam khó tin nói ra vừa rồi hắn nói giúp chúng ta kéo dài thời gian một nén nhang bất kể như thế nào hắn đã làm được hàn lập còn chưa nói rõ đáp án chỉ nói như vậy Mọi người nghe vậy, đều trầm mặc lại. Chương 742, hợp lực đẩy lui quân địch. Chuyện chúng ta trốn đi dĩ nhiên quỷ mộc biết được, hiện tại ma quang lại mất đi liên hệ, hắn rất nhanh sẽ đuổi theo, tung tích chúng ta căn bản không giấu được, giờ nên tranh thủ thời gian, mau chóng chạy đến tẩy sát chỉ mới là chuyện mấu chốt. Hàn Lập phá vỡ yên lặng, mở miệng nói ra, nếu như không còn cố kỵ, biện pháp nhanh nhất chính là siêu hồn hai đồng tử cửu u tộc kia. Chư vị đợi chút, ta đi một lát sẽ trở lại thạch xuyên không gật đầu nhẹ nói ra vừa dứt lời thân hình gã lóe lên biến mất tại chỗ không thấy mấy người hàn lập thấy thế vội vàng đi tới cửa thông đạo nhìn ra ven hồ nghiệp hỏa chỉ thấy hai gã đứa bé đang nhắm mắt tu luyện đối với chuyện không gian sau lưng xuất hiện chấn động tựa hồ không hay biết gì không có bất kỳ phản ứng nào thạch xuyên không từ hư không im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng chúng khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ hai tay liền chộp tới phần gáy hai đứa hàn lập nhìn một màn này từ xa bỗng nhiên trước mắt bóng người hoa lên thân hình đề hồn từ bên cạnh lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt đã đi tới sau lưng thạch xuyên không nâng bàn tay ánh lên một vầng sáng màu đỏ tươi chém xuống phần gáy gã mọi người cả kinh hồ tam hầu như kêu ra thành tiếng chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục thạch xuyên không cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ cự lực đánh thẳng vào hắn trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất thân hình lăn cuồn cuộn đâm vào vách núi đá phía xa gã chưa kịp trở mình đứng lên thì ánh mắt bỗng nhiên biến đổi lúc này đám người Hàn lập mới nhìn rõ sau lưng gã thình lình nằm sấp một bóng hình màu xám vừa rồi đề hồn tung một kích kia chính là đánh vào hướng đó Thạch xuyên không phản ứng cũng cực nhanh phát hiện có điều không đúng thì trên thân lập tức rung đùng một cái một cỗ khí kình vô hình cường đại từ trong lỗ chân lông quanh thân bỗng nhiên thoát ra hóa thành một cỗ cự lực đánh về bốn phía bóng xám dán chặt trên lưng gã bị cỗ cự lực này xông lên thân hình giống như con diều bay bổng ra phía ngoài nhẹ nhàng nhưng rất nhanh liền bám lên lại Thân sắc đề hồn ngưng trọng, bàn tay vung lên, một đạo xiềng xích tinh hồng lập tức bắn ra thương lang lang, như một linh xả đâm tới sau lưng Thạch Xuyên không. Đạo bóng xám kia tựa hồ kiêng kỵ xiềng xích này, chủ động rời khỏi thân thể Thạch Xuyên không, bay qua một bên. Hai đứa bé cửu u tộc thấy thế sững sờ, nhưng không có kinh hoàng, nhao nhao lao về hướng bóng xám. U Lạc, người dám giúp đỡ ngoại tộc bắt người cướp của cửu u tộc nhân. Thân thể bóng xám dần dần rõ lên, lộ ra một người sắc mặt trắng bệch, là một tên cửu u tộc nhân mũi ưng, quát lên lanh lành. Âm kiêu, lông mày đề hồn nhíu chặt, phun ra hai chữ. Trong khi nói chuyện, nàng cũng truyền âm cho đám hàn lập, người này tu luyện huyễn hư pháp tắc, tu vi thái ất cảnh đỉnh phong, khống chế pháp tắc có chút quỷ dị, cực am hiểu ẩn nấp cùng đánh lén ám sát, các ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta không thể trì hoãn quá lâu, mọi người cùng động thủ, tốc chiến tốc thắng. Lông mày hàn lập cao lại nói, âm kiêu trưởng lão, xin lỗi, sắc mặt đề hồn phát lạnh, hai tay bỗng nhiên run lên, hơn 10 sợi xiềng xích màu đỏ tươi tự nàng bắn ra, răng khắp nơi bao phủ âm kiêu vào trong. Âm kiêu cười lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón xiềng xích đánh tới. Chỉ thấy xiềng xích đâm vào thân thể gã, trong nháy mắt thân thể tựa như mặt nước nổi lên một hồi rung động, những xiềng xích kia giống như đánh vào mặt nước, không trở ngại chút nào đều xuyên qua, rung động lách vách một hồi rồi đính trên mặt đất. Âm kiêu cứ như vậy từ giữa xiềng xích xuyên qua, tốc độ nhanh kinh người, nâng lên một trường vỗ xuống đỉnh đầu đề hồn, trong lòng bàn tay chấp động hôi quang hình đinh ốc không thôi, giống như một vòng xoáy màu xám truyền ra trận trận lực lượng xé rách. Trong mắt đề hồn hiện lên một tia kinh hoàng, hai tay kéo xiềng xích màu đỏ lại, tựa như muốn rút về thân, nhưng phát hiện xiềng xích bị khóa chặt trên mặt đất, căn bản không thu lại được. Mắt thấy bàn tay hôi quang kia sẽ đánh vỡ thiên linh cái mình, trong mắt đề hồn lại hiện lên một nụ cười giả tạo giống như âm mưu đã đạt được. Chỉ thấy nàng giơ tay lên vẽ một cái vào mi tâm, một đạo vết máu đỏ sậm lập tức từ chỗ mi tâm hiển hiện ra, da thịt nứt ra hai bên, lộ ra một yêu mục màu đỏ sậm. Âm kiêu chứng kiến yêu mục thứ ba này, thần sắc cả biến, tính bay ngược trở về. Nhưng mà yêu mục ngay mi tâm đề hồn đột nhiên sáng lên, chính giữa có một mảnh hào quang màu đỏ sậm phun ra, bắn đến mặt gã. Trong nháy mắt, thần hồn âm kiêu giống như bị một tia chớp đánh trúng chấn động kịch liệt, thân hình lung lay một cái, giống như không khống chế nổi thân hình, đứng không vững tựa hồ sẽ ngã sắp xuống. Cùng lúc đó, thân ảnh Hàn Lập bỗng nhiên thoáng hiện sau lưng gã, thanh trúc phong vân kiếm trong tay chớp động tia điện màu vàng kịch liệt, đâm thẳng vào phía sau ót gã. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, âm kiêu dường như lay động trái phải không cách nào tự kiềm chế được, cái cổ bỗng nhiên nghiêng qua bên trái, trùng hợp tránh né được mũi kiếm của Hàn Lập, vị trí phía sau đầu mơ hồ lóe lên hào quang, vậy mà lộ ra một gương mặt trắng bệch, thình lình đúng là âm kiêu. Hắc hắc, ta biết rõ không chỉ hai người các ngươi. Chỉ thấy đầu của gã bị xuyên qua, giống như phân thành hai đạo nhân ảnh tách ra từ thân thể ban đầu, bay vụt đến hướng Hàn Lập, trong tay còn nắm một thanh trùy thủ màu đen, đâm thẳng vào cổ họng Hàn Lập. Hàn Lập tựa hồ đã sớm phòng bị, sau lưng lóe lên kim sắc quang mang, chân ngôn bảo luân gào thét phóng ra, cấp tốc vận chuyển, tản ra trận trận kim quang. Cánh tay âm kiêu vừa mới đâm tới, đã rơi vào trong ánh sáng màu vàng, lập tức như bị đông kết lại, tốc độ trong nháy mắt chậm lại.